Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Dương Cầm. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Buổi sớm, mặt trời còn chưa lên, Tú Diệp đã được giúp việc gọi dậy. Vệ sinh cá nhân xong thì sang phòng trang điểm thay y phục. Khi giúp việc xuống báo đã chuẩn bị xong mọi thứ, Tú Diệp lên trước kiểm tra, mặt trời vừa lên, điền gọi điện thoại mời Nam Cường. Ông xã, mau lên sân thượng đi. Có chuyện gì? Hôm qua tôi ngủ muộn, anh không lên sẽ hối hận đấy Cô không nghe thêm những câu từ chối nữa Nên tắt máy luôn Chẳng cần đợi lâu Cô đang nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang vọng tới Tú Diệp nhanh chóng cho xếp đội hình Nam Cường đẩy cửa bước ra Hơi nheo mắt nhìn về phía trước Trên sân thượng trải đầy cánh hoa Bàn ăn cũng có hoa Xung quanh còn trăng đầy giải lụa Như động yêu nữ tung bay trong gió Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ Tú Diệp đứng giữa mấy cô giúp việc trong trang phục cổ trang đỏ tươi, nở nụ cười nhẹ nhưng có lực sát thương lớn. Anh chậm chậm đến ghế ngồi xuống, ngả người tựa lưng, vắt chéo chân, bưng cà phê uống, ánh nhìn vẫn dội về phía vợ. Tú Diệp vỗ tay cho nhạc mở lên, xoay người cười thật tươi, vậy mà anh không thèm cười đáp lễ, trong ánh mắt có chút bất ngờ. Từ giữa rừng hoa, Tú Diệp được các cô gái xung quanh cởi bỏ lớp áo bên ngoài, chỉ còn mặc một bộ đồ mỏng manh chậm chậm bước thật nhẹ, rồi bắt đầu xoay mình, nâng tay múa theo nền nhạc. Mỗi động tác uyển chuyển, ánh mắt đưa tình nhìn về phía chồng. Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, mềm mại tựa như tơ lụa, chuyển động hút mắt. Mỗi bước đi nhẹ như trên mây, gần tiến về phía người đang ngồi nhìn đến phát ngốc. Lần đầu tiên cô thấy chồng mình nhìn dịu dàng ngây ngất như vậy. Ánh mắt của anh bị cuốn vào cơ thể của cô, bay bổng uốn lượn mềm mại theo vạt áo bay lên. Dưới ánh nắng mặt trời vừa lên, điệu múa như chim công bay lượn, mỗi lần xoay vòng, mái tóc dài cũng tung bay, càng làm cho bức tranh sống động ấy trở nên bừng sáng. Anh không thích xem múa, đây là lần đầu tiên xem và bị hút ngay lập tức. Tú Diệp múa xong, giúp việc vỗ tay ẩm ý, còn chồng cô vẫn ngồi bất động, ánh nhìn vẫn dán lên người vợ, nhưng lại không có động thái biểu dương tán thưởng cho tiết mục mà cô đã dày công chuẩn bị. Rõ ràng ánh mắt của anh bị hút vào cô, nhưng ngồi im như vậy là thế nào? chẳng lẽ anh không thích món quà này tú diệp nhìn giúp việc tìm sự cảm thông giấu đi sự thất vọng họ nhún vai không hiểu cũng chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp không kém thật lâu sau anh mới cất lời xuống hết dưới nhà đi nam cường đứng dậy giúp việc tản đi hết mới tiến tới chỗ của tú diệp vươn tay ôm lấy cô nhẹ hỏi biết múa sao anh không thích à chẳng biết cảm ơn anh thế nào nên Cô chưa nói hết, cằm đã bị nâng lên, cánh môi đỏ mọng bị ngậm lấy, không vội vã như mọi lần, cánh môi cứ khẽ chạm nhẹ, vườn qua lại mơn man. Thật là đẹp. Tú Diệp khẽ dùng mình khi được khen, lời từ miệng của Nam Cường dễ tác động, khiến thần kinh của cô bất ổn, giọng nam trầm, đẻ thấp, còn mang theo cả sự nịnh nọt cưng chiều. Bao nhiêu thất vọng đã mọc cánh bay đi, đứng trong vòng tay của anh, cô so vai cười thành tiếng. Anh thích chứ? muốn được xem nhiều hơn. Cô nhấc tay quấn lên cổ anh, Nam Cường hiểu ý, liền đẩy nụ hôn sâu xuống. Tú Diệp nhắm mắt, dần bị chìm vào nụ hôn mềm mại, ngọt ngào muốn chảy cả tim. Ánh nắng dịu nhẹ chảy đầy trên người, hôn nhau không muốn ngừng, quấn quýt trong nắng ấm mãi không dứt khỏi sự quyến rũ của đối phương. Điện thoại của Nam Cường đổ liên tục, Tú Diệp nhắc. Nam Cường, điện thoại của anh... Không sao, cô chỉ sợ người ta không gọi được cho anh sẽ lên đây tìm thì xấu hổ chết nhưng nam cường cứ bình thản chẳng chút lo lắng tú diệp đừng có quyến rũ tôi khi bận được không tú diệp gật đầu có lúc nào anh không bận đâu nên làm sao mà cô biết được đã vội như vậy anh mau còn đi làm đằng nào cũng muộn rồi cậu chủ tiếng chú hải đứng bên cửa gọi đầy sốt ruột nam cường vẫn giữ nguyên tư thế ôm hôn cô một hồi rồi mới đáp lại xuống chuẩn bị đợi tôi tiếng bước chân rời đi tú diệp gỡ tay anh trên người mình ra anh mau đi đi không chuối đợi tôi sẽ đi công tác nửa tháng tú diệp cười thành tiếng rời vòng tay của nam cường trở về phòng giúp việc nhìn thấy họ chỉ tủm tỉm cười hại tú diệp xấu hổ có đi bằng đầu gối cũng biết là họ làm gì trên ấy tận mấy tiếng đồng hồ đã vậy cô còn không đi nổi đổ không mặc tử tế em cũng biết ngại sao không có sao mặt lại đỏ nóng đấy anh đặt cô xuống giường chẳng vội vàng lại hôn môi mệt thì ngủ chút đi chiều hãy đi làm vâng dù có muốn đi làm cũng không thể khi cả đêm qua cô hồi hộp sáng nay còn dậy sớm rồi thì lâu như vậy cô đâu phải là sức trâu tú diệp vùi người trong chăn chìm vào giấc ngủ ngày từ lúc lấy chồng cô trở thành mèo lười ngủ ngày từ bao giờ nam cường tắm rửa thay quần áo rất nhanh đã xuống xe Người đàn ông lớn tuổi cao mày Không hài lòng trách cứ Đã muộn chuyến bay gần 2 giờ rồi Muộn thì đặt vé khác Chú cào nhau như vậy từ bao giờ thế Cậu kiểm điểm lại mình từ lúc lấy vợ đi Nam Cường ngồi vào ghế không đáp lời Việc của anh không cần người khác quản Lái xe quay sang chú Hải Rồi lại rót ánh nhìn qua gương chiếu Xuống người phía sau Nam Cường ngả mình ra ghế Lái xe khẽ cười nói đỡ Chú phải thông cảm cho anh ấy Người ta mới lấy vợ Ngày nào cũng gặp nhau Chứ không phải là nghiêu lang chức nữ đâu Nam Cường hé mắt nhìn người phía trên đáp lời Cháu đã hiểu vì sao Đến giờ chú chưa lấy được vợ rồi Sau đó anh nhắm mắt Không nắm bắt sự tức giận của đối phương nữa Trong đầu lúc này chỉ toàn hình ảnh của Tú Diệp Thướt tha mìm dẻo khi sáng Khóe miệng bất giác cong thành nụ cười thoải mái Tú Diệp đã nghĩ Nam Cường đi công tác Mình sẽ thật rảnh Tha hồ làm voi làm chuột Tự do tự tại nhưng rồi đi làm về ăn cơm một mình cô mới thấy thật thiếu vắng anh bận không gọi về cô liên lạc cũng không được nên chỉ để lại tin nhắn đến ngày thứ hai là cô đã cồn cào trong người cơ thể bắt đầu nhớ nhung và cả tâm trí cũng nhớ không ngừng ăn uống không còn ngon miệng nữa để tạm quên đi tan làm tú diệp liền gọi cho tùng an cục cưng đấy à lão quỷ kia đâu mà lại gọi cho anh anh ấy đi công tác rồi tối nay em mời anh ăn tối nhé thật hả đợi anh qua đón chẳng cần đợi lâu tú diệp đã thấy xe của tùng an đỗ lại trước cửa trung tâm anh xuống xe ồn ào một trận rồi vẫn ôm chầm lấy cô tiền sư thằng chồng em hại anh nhớ em muốn chết được rồi đi ăn thôi em đói lắm bây giờ không như trước tú diệp cũng không thấy tự nhiên khi ôm người khác nữa dù biết tùng an là gay vì vậy cô nhanh chóng tách tùng an ra anh không hài lòng lừ mắt nhìn cô nhưng cũng không trách cứ mà sớm thành người hiểu chuyện lão quỷ đó có ở đây đâu mà em phải sợ thế không phải vì anh ấy đâu đi đã nào tùng an thở dài đem cô lên xe mang thẳng tới quán quen vào quán ăn tùng an gọi đầy đồ ăn và nồi vịt om xấu lớn thao thao bất tuyệt trong những ngày hắn đi vắng anh sẽ thường xuyên mời em ăn tối thấy tú diệp cứ ngây người không đáp tùng an cáu tiết khó vào chán cô một gắt đi ăn với anh mà em mang bộ mặt gì thế kia anh ngồi sau bên kia được không em sợ chồng em thấy à hắn đâu có theo dõi em anh cứ sang đi rồi em nói tùng an miễn cưỡng đi sang ghế đối diện ngồi tú diệp thở dài chẳng chút giấu diếm nói em quen với việc sinh hoạt cùng với nam cường nên anh ấy đi vắng thì có chút nhớ hắn cho em hít gì hay sao mà lại như thế tùng an chửi thề luôn miệng với thái độ bất mãn không thôi không có tú diệp phản bác nhưng cũng thật lạ từ lúc dính tới nam cường cô thay đổi đến chính mình còn không nhận ra nữa. Tùng An vẫn bất mãn, ghét bỏ Nam Cường, nên nói câu nào đều như đay nghiến câu ấy. Tú Diệp cũng lười giải thích, bởi ngay từ đầu tiếp xúc, đúng là chẳng ai ưa nổi cái tính nóng nảy của chồng cô. Chẳng phải là cô cũng từng như thế sao? Bây giờ thì hay rồi, phụ thuộc. Đồ ăn ra, Tùng An nhiệt tình gấp vào bát, mở bia đưa cho Tú Diệp uống dỗ dành. Thôi ăn đi, anh nói cho nghe chuyện này. Đúng rồi, anh mau nói cho em nghe về những gì anh điều tra được đi ăn đi đã không mất ngon tú diệp lườm nguýt nhưng cũng tập trung ăn sao trước kia ăn ở đây thấy ngon mà giờ chán thế nhỉ anh thấy vẫn ngon mà thua đầu bếp nhà em nấu đừng có nhắc đến cái lão quỷ đó nữa đi em bắt đầu thay đổi rồi đấy đừng nói là đã yêu hắn đó nha không có tú diệp cãi lời nhưng âm giọng trầm hẳn chẳng có chút sức lực gì cả yêu sao không thể có chuyện đó được cô và anh đều đã nói không nên yêu nhau cho đỡ khổ còn gì. Chẳng qua cô đang quen mà thôi. Một thói quen được hình thành từ phản xạ có điều kiện. Dồn ba mình vào chỗ chết, rồi vẫn vô tư ngồi đây ăn uống được. Tú sang giọng lanh lảnh chế diễu xuất hiện. Bên cạnh cô ta là bà mẹ và mấy chị em bạn gì. Có lẽ nay đi đông nên mới dám khiêu khích cô. Nở nụ cười nửa miệng, Tú Diệp chẳng nao núng đáp. Ông ấy bị dồn, mà mẹ con hai người vẫn ở đây được. Chứng tỏ là chưa chết hẳn Mày rủa ai thế hả con kia Dù sao ông ấy cũng là ba của mày đấy Tùng An đập đũa xuống bàn tức giận Khiến cả hai mẹ con vô thức lùi lại Đang yên đang lành bị phá đám Tùng An đứng bật dậy Cút nhanh lên Không tao vặn răng hai mẹ con mày bây giờ Mẹ thì cướp chồng người khác Con thì cướp người yêu của người khác Mà còn dám vắt mặt ra đường à Đúng là mẹ nào con ấy Cút Liên quan gì tới mày hả Tú Diệp thẳng tay hất bắt nước chấm về phía họ cả hai mải chừng mắt với Tùng An mà không để ý nên hứng trọn nước mắm ớt vào người a à, con điên này tao điên đấy thì sao có muốn tao hất nước lẩu vào mặt không mà cứ như chó điên vậy thấy sự hung hăng của Tùng An lẫn tú Diệp đám người phía sau mẹ con tú Sang mặt tái xanh vội lùi đi tìm bàn mà không dám gây sự quản lý nghe tiếng trí ché cãi cọ thì liền ra can ngăn tú Sang tức đến thở hồng hộc mẹ cô ta cũng chẳng khá hơn khi người ngựa bị dính nước mắm hôi rình. Muốn đuổi thì đuổi hai đứa này ấy. Chúng nó hất nước mắm vào chúng tôi, mà anh không thấy sao? Nhà hàng có camera, hai vị đến gây sự, nên chúng tôi không thể đuổi họ được. Chúng mày là cùng một ruột. Tùng An kéo vị quản lý hiền lành kia sang một bên, tay cầm theo một bát canh nóng. Một là cút, hai là ông đây cho mẹ con mày tắm canh bây giờ. Lần sau thấy mặt chúng tao, thì quắp đuôi mà chạy, không thì đừng trách ông đây ác. Bà hằng lắp bắp tức run người nhưng không dám cất lời nữa. Những tưởng sẽ lợi dụng số đông dằn mặt Tú Diệp cùng với thằng nhãi ẻo là, nhưng không ngờ thằng danh này lại còn đanh đá như vậy. Tú Diệp cười khanh khách, nhìn hai mẹ con tấp tỉnh ra khỏi nhà hàng, còn bị người trong quán xì sầm không ít. Cứ thích gây sự với cô cơ, tự tìm chỗ chết, cô đâu thể cản được. Vừa ngồi lại xuống, Tùng An đã chồm sang ghế sát Tú Diệp, để thấp giọng hung hăng nói: "Này, Nói cho em nghe, chồng quỷ của em đang khiến bọn nó điêu đứng đấy. Chuỗi siêu thị tiện lợi và cửa hàng hoa quả sạch của nhà em gần đây không nhập được hàng về, thuế má tùm lum, chắc là ông già nhà em sắp tuyên bố phá sản rồi. Thật sao? Còn không thật nữa, lão phải thế chấp nhà để gánh nợ và lão chồng em đã mua nhà rồi, bây giờ là sắp mua luôn cái chuỗi siêu thị tiện lợi và hoa quả sạch mà mẹ em gây dựng rồi đấy, nhưng mà giá siêu ép người. Lão già ba em chỉ có cách bán cho hắn bởi chẳng ai dám nhảy vào mua cả anh ấy làm gì anh điều tra ra chưa tùng an lắc đầu thần thần bí bí ghé sát tay tú diệp thì thầm anh không biết công ty của anh ta chuyên về cái gì nhưng giới xuất nhập khẩu lại khá kiêng rè em thấy đấy chỉ cần một lệnh của hắn ba già nhà em không nhập được hàng cũng không xuất được hàng luôn còn nữa tú diệp cứ như nín thở lắng nghe bỏ cả ăn căng tay lên để tránh bỏ sót thông tin anh ta chính là con vợ cả của nhà họ Lục, nổi tiếng trong giới tài chính đấy. Nghe nói ba mẹ anh ta ly hôn do ngoại tình với thư ký. Mẹ anh ta mang theo hai con trai sau ly hôn, một thời gian thì cũng kết hôn. Sau đó thì không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại anh ta cắt đứt quan hệ với cả ba và mẹ. Nhà họ Lục không nhắc tới hai người con trai của vợ cả, nhưng mà đời có mắt lắm. Mấy đứa con vợ hai đều không ra gì, kẻ dở hơi, đứa ăn chơi nghiện ngập, đứa tai nạn ngồi xe lăn liệt hai chân mà được giấu nhẹm đi. Tùng An nhìn xung quanh rồi mới lại nói tiếp. Anh trai Nam Cường gần như mất tích, hoàn toàn không ai biết đến. Em có thấy anh ta ở nhà lão chồng của em không? Tú Diệp lắc đầu, từ lúc về ở cùng, cô không thấy bất kỳ người thân nào, toàn tay chân thân cận, người làm mà thôi. Tùng An gấp thức ăn cho Tú Diệp, giọng vẫn đều đều thật nhỏ, chỉ hai người nghe thấy. Nghe nói là lão Lục cũng muốn triệu hồi hai con trai về để giữ gia tài, Chứ cái lũ ăn hại kia Chỉ chờ lão chết rồi cấu xé thôi Nhưng ba anh nói họ nhất định không về Ẩn tình ra sao Chỉ nội bộ nhà họ biết Em chưa từng thấy ngấy nhắc tới gia đình Cũng chẳng nói đưa em đến Sau hôm đăng ký mấy ngày có đi thăm mộ của mẹ em thôi Còn không thấy về bên nhà anh ấy Nói chung là hắn rất kín tiếng Những gì anh khui được Là từ những người thân thiết Hay bạn làm ăn lâu năm của ba hắn thôi Bạn thân nhất là lão già Phan Gia Vũ đấy Tú Diệp nhà xương há miệng hỏi là đại ca hội trì phong ông chủ hệ thống quán ba vũ trường say ý hả còn ai vào đây nữa hai người họ rất thân thiết anh nghe cũng giật cả mình nhưng không có gì khó hiểu khi họ làm ăn đều bí ẩn như nhau à gọi ngay hạ tình đến đây chồng nó chắc sẽ biết hai người họ đấy mấy hôm trước anh đến ba say cùng với đồng nghiệp thấy có lý trần phong ngồi uống rượu cùng với phan gia vũ bỏ đi từ lúc đẻ nó quên em rồi gọi có lần nào ra khỏi nhà đâu mà nó bỏ đẻ xong chia tay cơ mà sao giờ này chưa thấy yếu gì thế mà anh có cái ảnh nào của đại ca kia không không có để hôm nào gặp anh chụp lại cho nghĩ đến đây tùng An lập tức lấy điện thoại gọi cho hạ tình vậy mà chẳng mấy chốc trước cửa quán ăn xuất hiện chiếc mercedes mây bách cô gái bước xuống xe kéo theo sự chú ý của nhiều người kia chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản tóc quấn lộn xộn trên đầu bộ dạng có phần xuề xòa nhưng lại xách theo túi hàng hiệu đôi dép cu chỉ không ăn nhập với quần áo bộ dạng cô gái giống như kiểu vội vội vàng vàng vớ được gì mặc nấy dù đi xe sang mặc hàng hiệu túi sách tiền tỷ nhưng mà cô ấy xấu mà sự xấu này thì chỉ người trong cuộc và cánh bạn thân của cô mới hiểu mày không tẩy trang hả con kia tú diệp nghiến răng muốn lau sạch mặt cho hạ tình nhưng cô ấy đã né đi đừng có lộn xộn mất công tao lại phải hóa trang thêm tùng an lấy bát cho hạ tình ca thán anh chưa thấy ai lại muốn mình xấu đi như em đâu cưng à kệ em, mẹ bỉm sữa có vậy thôi. Hạ tình chẳng chú ý tới nhan sắc của mình bởi cô đang muốn càng xấu càng tốt. Mày bảo sinh xong ly hôn mà con bé mấy tháng rồi. Sắp kết thúc rồi, chờ tao ít bữa nữa rồi sẽ chơi với mày. Tùng An bĩu môi gắp đồ ăn cho hai cô em thân thiết. Em chơi với anh thôi, chứ chơi gì với Tú Diệp. Anh lại giận nó đi à? Em hỏi bạn của mình ấy, lấy chồng xấu như ma mà cũng lấy. Hả? Lấy chồng? Hạ tình nghẹn tới trợn mắt Uống nhanh cốc nước lọc Tú Diệp mang đến Mày lấy ai? Sao không mời tao ăn cưới hả con chó này? Chưa cưới Mới đăng ký kết hôn thôi Mẹ tao mới mất cũng còn đăng kiêng đã Thế hoàng tử phương nào lại rước được mày nhanh thế? Mày chia tay với lão nghĩa mới được mấy tháng mà Chẳng để Tú Diệp nói Tùng An đã kể một chàng dài Trong lời nói luôn xỉ và đay nghiến Nam Cường Nghe xong hạ tình ném luôn miếng vịt trên tay xuống Ra điều quan trọng hỏi chồng mày là lục nam cường ấy hả mày biết anh ấy sao sao không lão đầu tư các dự án bên chỗ của trần phong mà còn chơi thân với lão phong nữa mày biết mặt của anh ấy không tú diệp hỏi dồn nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngơ ngác của bạn tao biết là họ chơi với nhau là do ngày trước làm thư ký cho trần phong còn có bao giờ tao theo phong đi chơi đâu mà gặp à nhớ rồi có một lần gặp ở trong phòng ba nhưng mà lão đội mũ đeo kính lại còn ngồi ở góc tối nên là cũng chẳng thấy mặt nhưng mà anh ta xấu thật đấy câu cuối cùng hạ tình đè âm giọng thấp nhất có thể rồi giải thích cũng không chắc chắn lắm đâu bởi hôm ấy khi đứng dậy đi nam cường còn đeo khẩu trang kín mít gần như là người lạ không thấy mặt tao thấy lạ nên thắc mắc với lão phong thì lão bảo là tại anh ta sợ xấu dọa người nên là phải che mặt lại mày cho thấy mặt chồng mày luôn hả dù sao cũng lấy rồi xấu đẹp vẫn là chồng mày mà biết là vậy nhưng vì cưới vội nên tao cũng sợ mặt ông ấy ám tao không thọ được thế mày nhìn tao đi xấu không có thế mà tao vẫn trưng ra cho trần phong nhìn ấy thôi tùng an vội cắt ngang cưng xấu là cố tình lột mặt cưng ra xinh như hoa hậu còn nam cường thì biết đâu anh ta cũng như vậy giả xấu để thử lòng tú diệp thì sao tự dưng tú diệp thấy đầu mình được khai sáng khá nhiều người anh ta đẹp giọng nói hay sáng đi hút mắt lẽ nào mặt lại xấu tệ như vậy không đẹp trai nhưng mà không thể xấu tới mức nhìn mà chạy mất dép được. Hay là tao cứ bảo lão tháo mặt nạ nhỉ? Nếu lỡ xấu như quỷ thì cưng tính sao? Hạ tình chống cằm gầy đũa gật gù đồng tình. Chẳng ai đẹp mà không muốn trưng ra cả. Chắc chắn là phải có như nào, anh ta mới giấu dung nhan chứ. Thôi để tao tìm hiểu chỗ Trần Phong cho, có gì thông tin sớm cho. Thật ra cũng không quan trọng lắm. Tao thiết nghĩ dù thế nào, anh ấy vẫn là chồng của tao, nên xấu hay đẹp cũng có thay đổi được cục diện đâu. Yêu đương không có, chỉ là hợp tác qua lại cùng có lợi. Tao định đợt này anh ấy đi công tác về, bảo anh ấy tháo mặt nạ. Nghe mày nói giống kiểu mày yêu lão rồi, yêu nên chấp nhận hết mọi khuyết điểm của đối phương à? Yêu hả? Không, bọn tao thống nhất không yêu đương gì cả để đỡ nặng lòng mà. Tùng An chép miệng giáo huấn. Tốt nhất em không nên yêu lão quỷ đó. Anh định không nói chuyện đời tư của Nam Cường nhưng rồi phải nói ra để tránh hậu họa cho tú Diệp về sau em không yêu mà hắn cũng từng có vài ba cô gái đấy nhưng cứ ai yêu hắn là bị đá nghe giang hồ đồn thì do hắn sinh ra trong gia đình loạn thế nên không tin vào tình yêu ai yêu hắn chỉ chuốc khổ thôi vậy nên là em đừng có dành tình cảm cho hắn cứ hưởng thụ dùng thật nhiều tiền của hắn cho anh bù lại cho nhan sắc cực phẩm phải cắm vào phân trâu hạ tình không nhịn được cười sằng sặc anh cẩn thận lời nói nha anh ta rất nóng tính đấy còn chuyện yêu hay không là cảm nhận từ trong lòng từ trái tim không phải là muốn yêu là yêu không yêu là không yêu được nói rồi cô quay sang tú diệp phân tích mày yêu hay không thì lòng mày rõ nhất tốt hơn là không trốn chạy mà đối mặt dù sao lão cũng là chồng của mày cơ mà không yêu sống cùng nhau hời hợt và nhạt nhẽo lắm yêu đương mong chờ háo hức nhớ nhung là cảm giác rất tuyệt vậy nên là có sung sướng có khổ đau nhưng mà chắc chắn ai cũng muốn trải qua cảm xúc ấy đừng có sợ yêu là việc của con tim nên đau tim chịu chứ mày có chịu đâu nói thì như chuyên gia làm thế như mèo mửa tùng an châm biếm hạ tình không phục cong môi đáp trả anh không thấy em vẫn đang vun vén hạnh phúc với trần phong sao không trốn tránh nha nhưng mà thứ em muốn là tình yêu của anh ấy tú diệp nói không cần tình yêu nhưng đó là nó chưa thấy chồng mình đi với người khác thôi có tình yêu mới gắn kết được còn khi hết yêu thì nói làm gì tú diệp tay chống cằm hỏi thế cuối cùng trần phong đối với mày là thứ tình cảm gì hắn ta không biết yêu đừng nhắc đến nữa Tiền sư, mấy con quỷ giống nhau không biết yêu là gì. Nhưng mà mày yên tâm đi, nghiệp quật không chừa một ai đâu. Tao cũng chẳng mong Nam Cường biết yêu, chẳng yêu còn kẹp như kèm kem ấy. Yêu rồi chắc tao chiều trên giường mất. Tùng An thở dài, đanh đá, nguyết tú diệp. Em giỏi lắm, vắng hắn mấy ngày đã không chịu được rồi. Kệ em, em nhớ chồng em không được sao? Hạ tình bĩu môi diễu cợt. Mày nhớ là yêu rồi đấy, Tú Diệp nhảy sang, ngồi cạnh bạn ghé tai thì thầm không cho Tùng An nghe thấy, Hạ Tình cười phá lên trước ánh mắt giận dữ của anh bạn, nhưng rồi vẫn thì thầm lại, bởi có những chuyện chỉ phụ nữ với nhau mới hiểu được. Ăn uống xong ai về nhà nấy, Tú Diệp vừa tắm rửa xong định đi ngủ thì nhận được video call của Nam Cường, liền bật dậy nhận điện thoại, dù sao anh cũng đi 3 ngày rồi mới gọi được một cuộc cho cô. Chuẩn bị ngủ sao? Mấy ngày không gặp vợ mà gọi điện cái mặt và giọng nói kiểu gì thế? Tú Diệp ngỡ anh giận mình khi không hỏi thăm nên nhẹ giọng hỏi. Tôi sợ anh bận nên là không nhắn tin hay gọi điện thôi. Dù sao anh cũng là đàn ông, chủ động trước không được sao? Vừa đi ăn tối với ai? Chống ngực của Tú Diệp đập trang một cái, chẳng lẽ anh ta biết cô đi ăn tối với Tùng An rồi? Tôi ăn tối với Tùng An và Hạ Tình. Mặc dù cô đã thành thật khai nhận mà mặt của Nam Cường vẫn lạnh tanh chất vấn tôi đã nói em là không được gặp hắn nữa cơ mà giữa quán ăn ngồi dí sát vào nhau thì thà thì thụp âu âu yếm yếm là sao không có chuyện âu yếm chỉ là nói chuyện thôi nói chuyện thôi mà phải ngồi như vậy à dù anh là chồng tôi cũng không có quyền theo dõi nhất cử nhất động của tôi như vậy tôi không làm gì mờ ám cả anh ấy là bạn thân của tôi vì sao anh lại cứ phải thành kiến với người ta chứ cô không biết ánh mắt của anh ra sao sau lớp kính nâu kia nhưng khuôn mặt đanh lại chắc hẳn là tức giận rồi hắn thật sự vô lý khi cấm cả quan hệ bạn bè của cô chẳng nói thêm lời nào điện thoại cứ thấy bị tắt tú diệp nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui trong lòng có chút cấu xé bất an hóa ra hắn thấy cô đi với tùng an nên mới gọi về truy vấn hòng dọa nạt chứ không thì chẳng thèm nhớ tới cô vợ cưới nhanh hơn cả mua mớ rau ngoài chợ này hắn biết tình trạng cơ thể của cô vậy mà không thèm hỏi thăm lấy một câu không yêu vì sao lại ghen tuông như vậy Chẳng lẽ vì hoàn cảnh gia đình đã khiến cho hắn đề phòng hơn? Người như hắn không chấp nhận việc vợ ngoại tình hay phản bội. Cô không phải loại con gái lẳng lơ, dễ dàng câu dẫn đàn ông. Tùng An là gay, là gay, nên cô cùng với hạ tình mới chơi thân như vậy. Dù trong tâm trạng ấm ức, nhưng cơ thể vẫn bị chi phối mà bất dứt. Tú Diệp biết là hắn đang nhìn mình qua camera, nhưng vẫn tắt điện tối om nằm trên giường, coi như con tôm trong chăn, vật lộn qua lại không thể ngủ được. Tình trạng càng lúc càng cấn không thuyên giảm, mỗi ngày cô đều như người khát nước, cơ thể suy sụp, tinh thần và tâm trạng cũng uể oải nên đành hẹn gặp bác sĩ về tình trạng của mình. Bác sĩ khám cho cô xong, nói sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường, cấu tạo cơ thể cũng không bất thường. Bà ấy giới thiệu cô tới bác sĩ tâm lý, ban đầu cô định không đến gặp nhưng rồi vẫn thử đi. "Cho tôi hỏi phòng tâm lý ở đâu ạ?" À? Nữ y tá chỉ cho cô đến nơi, Tú Diệp lấy số chờ khám rồi rất nhanh cũng tới lượt. Cô không để ý tên bác sĩ, đến khi đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy bác sĩ thì quá muộn. Hắn là người mà cô chẳng muốn gặp ở suốt phần đời còn lại. Người trong phòng thấy cô cũng thoáng bất ngờ, từ lâu rồi hắn không thấy cô. Bây giờ bày ra ánh mắt tiếc nuối, cuối cùng giữa bao người, chẳng ai hơn được cô gái trước mặt. Ai bảo cô sớm xa cơ lỡ vận Nên hắn buộc phải buông tay trong tiếc nuối Hắn cất lời nhẹ nhàng niềm nở Tú Diệp Lâu rồi không gặp em Cô nhếch miệng cười, bước vào ngồi xuống ghế, chẳng thèm đáp lại mà đưa giấy giới thiệu. Nghĩa cầm giấy đọc qua, đáy mắt anh ta bỗng chốc trợn lên vì sốc. Em đã có chồng rồi sao? Từ khi nào? Hắn nghĩ là mình hắn được phép có người khác hay sao? Vớ vẩn, bà đây lấy chồng luôn rồi đấy, tức chưa? Bác sĩ, tôi đến khám bệnh, không có nhu cầu trả lời vấn đề riêng tư với anh. Em lấy chồng từ bao giờ? Tú Diệp trừng mắt lại, nhìn thờ ơ trước sự đau lòng của hắn. Liên quan tới anh sao Nếu không muốn khám bệnh thì tôi đi Người muốn cắt đứt quan hệ với tôi là anh Nên anh còn tư cách gào lên với tôi à Mặt nghĩa đần ra Ngồi thẳng xuống ghế Nhìn cô chăm chăm giải thích Là bất đắc dĩ thôi mà Bất đắc dĩ hay là tham vàng bỏ ngãi hả Cũng tại em yêu đương không chịu mở lòng với anh chứ Vì sao tôi phải mở lòng với kẻ không đáng chứ Hắn cố chấp cãi chảy cãi cối Em xinh đẹp như vậy Sao không dịu dàng khéo léo một chút Lúc nào cũng phải xù lông lên mới chịu được sao Phụ nữ phải dịu dàng mới đáng được yêu Nếu bây giờ em muốn Thì có thể làm người tình của anh Tú Diệp nghe chối tai đứng dậy Vơ bừa đống bệnh án trên mặt bàn Ném thẳng vào mặt hắn Bà đây không cần dịu dàng Đã lấy được người hơn anh trăm lần rồi Không mở lòng với anh Bởi bà đây không có hứng, được chưa Em... mất thời gian với thằng điên Tú Diệp đứng bật dậy Gầm gừ tức giận đi ra khỏi phòng không thèm khám Nghĩa trợn mắt gọi với theo, nhưng cánh cửa đã dầm một cái. Một lúc sau, hắn được trưởng khoa mời lên nói chuyện khi có khách hàng tố sàm sỡ không khám cho bệnh nhân mà toàn hỏi về chuyện gia đình riêng tư, tán tỉnh dụ dỗ làm tình nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi tức điên, tú diệp vốn không dễ dây, đi khám bệnh mà dám tố cáo cả bác sĩ. Vừa về trung tâm trong bộ dạng tức tối, Tú Diệp đã nghe thấy tiếng cãi cọ bên trong văn phòng. Nhân viên thấy cô về thì vội ra báo. Chị, có người xưng là em gái của chị tới gây chuyện kìa tú diệp chạy vào nhìn thấy tú sang thì khá khen cho cô ta dám đến tìm cô mà cãi cọ đó là gan cô ta đột nhiên lớn là do đám người xăm trổ bên cạnh có lẽ cô ta thuê đến để tránh bị cô đánh hoặc là dằn vặt cô cô ta bù lu bù loa lên là cô cướp nhà cướp của từ ba mẹ để ăn sung mặc sướng có lẽ nam cường đã cho người tới ép họ dọn trả nhà nên hôm nay tú sang mới tới tận trung tâm của cô làm loạn tú diệp chẳng chút lo lắng lừ mắt ngông nghênh hỏi mày lại ngứa đòn đấy à chị về rồi thì hãy giải thích nguyên nhân xấu mà chị làm đi cướp nhà tôi còn chưa đủ hay sao mà còn đẩy ba mẹ tôi sắp phá sản hả tú diệp ra hiệu cho nhân viên về chỗ làm còn mình đi thẳng tới chỗ của tú sang đanh mặt lại nhà nào là của mày hệ thống siêu thị cũng của mày à nói mà không thấy ngứa miệng hay sao Mẹ con mày ngồi chơi Ăn trên tiền mồ hôi công sức của mẹ tao đấy Mẹ chị chết rồi Nên tài sản thuộc quyền sở hữu của ba Ba còn chưa chết Mà chị đã tranh giành tài sản với ông ấy Chị xứng làm con sao Đúng là không xứng Bởi tao không có người ba như vậy Cũng không muốn chung dòng máu với mày Tao cho mày 30 giây rời khỏi đây Trước khi tao đụng tay Tú sang nhìn quanh Thấy không ai tò mò xem náo nhiệt Thì hơi chột dạ Có vài khách hàng đến tư vấn cũng tò mò nhưng nhân viên của Tú Diệp đã giải quyết họ kéo vào việc chính, rồi nhớ ra đám người của mình thuê đến chưa làm được gì nên đánh mắt ra hiệu. Ba gã đàn ông khoanh tay vây lấy Tú Diệp cười cợt. Cô em xinh xắn mà miệng lưỡi độc địa, sao con gái lại bất hiếu với ba như vậy? Để bọn này dạy lại em cho tử tế. Nói trả các người bao nhiêu tiền? Tú sang cả kinh trước thái độ bình thản, chẳng chút sợ sệt của Tú Diệp, cô ta gào lên. Màu túm lấy cô ta, mang về nhà cho tôi về nhà làm gì mà nhà đó là của tao rồi sao mẹ con mày vẫn chưa chịu dọn đi vậy bà muốn gọi mày về nhà một chuyến nếu mày tự động đi thì tao không ép còn không thì tú diệp cười nhạt mày nghĩ ép được tao đi với mấy gã ăn hại này sao muốn tao đi cũng được thôi bảo ông ấy gọi tử tế đi rồi tao đến còn bây giờ thì biến được rồi một gã đàn ông muốn động tay tú diệp lùi lại quắc mắt đừng có động bàn tay bẩn thỉu của mày vào người tao nó thuê mày tiền Thì tao đây có tiền đè chết cả họ nhà mày đấy Động đi xem nào Cuộc đời làm kẻ đi đòi nợ thuê của hắn Chưa từng gặp cô gái nào đanh đá Ghê gớm tới như này Một cái chớp mắt cũng không biết sợ Còn luôn trợn mắt dọa lại Không tin à Ai dám làm loạn ở đây vậy Tú Diệp nhìn đám người ăn mặc hầm hố bặm trợn hơn Tóc húi cua cả lượt Quần áo rách tả tơi Khuyên tai khuyên mũi sỏ tứ tung Kẻ đi đầu trông đơn giản nhất nhưng khuôn mặt thì vô cùng lạnh còn dữ tợn nữa. Các anh là ai? Tú sang lắp bắp khiến Tú Diệp muốn cười nội thương, tự dưng có người đến giúp, chẳng cần hỏi cô cũng biết là người của lão chồng mình, cô nghi ngờ hắn cài phần mềm theo dõi trên người mình lắm, nhất cử nhất động đều biết. Lúc này cô chợt lạnh gáy, nếu như hắn nghe lén được thì chuyện mà cô, Tùng An và Hạ Tình nói cũng đã biết, chết rồi, Tùng An đang gặp nguy hiểm, dẫn người cút Người đàn ông kia lạnh lùng nói ngữ giọng vừa phải Nhưng uy quyền vút cao Đến cô còn giật mình Tú sang xuống nước mà vẫn nghiến răng nghiến lợi nói Bà muốn gọi chị về bàn chuyện cưới xin Với cậu ba nhà họ Lục Trước kia bà đã nhận lời người ta rồi Nên giờ cậu ấy muốn gặp chị Nhắc đến nhà họ Lục Tự dưng Tú Diệp có hứng muốn tìm hiểu Đó chẳng phải là nhà chồng cô sao Biết đâu cô sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin quan trọng Để hiểu hơn về chồng mình Vậy nhưng sợ người của Nam Cường báo cáo nên cô vênh mặt. Các người nhận lời thì đi mà cưới. Tao không có nhã hứng với thằng nào họ lục hết. Gã đàn ông dẫn đám người đến giải cứu cô, nhìn chừng chừng khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Tú sang nghiến răng nghiến lợi, dậm chân bành bạch như vịt rời đi. Ba gã đàn ông cũng cun cút theo. Vừa ra đến cửa, cô ta đã bị ba gã súng lại chửi. Mày ăn gan hùm hay sao? Mà dám động vào người của hội trì phong hả? Tú sang bị chửi, bị dọa, sợ mất cả mật. Jun không nói được thành lời đứng như tượng đá chân run cầm cập không đứng vững đó là hội nào mày muốn ăn đất sớm thì cứ dây vào đi cái con điên này bọn chúng muốn đánh người lắm nhưng ngại những người trong kia có thể ra bất cứ lúc nào nên nhổ đất bọt rồi bỏ đi tú diệp thấy người giúp mình chuẩn bị rời đi liền lên tiếng cảm ơn rồi hỏi có phải chồng tôi nhờ các anh tới đây không gã cầm đầu nhìn cô bằng nửa con mắt cô là vợ của nam cường sao đúng rồi vậy mà bảo là không có nhã hứng với thằng nào họ lục nói xong hắn cầm điện thoại của đàn em đưa nói rõ to đã xong chắc là cô cũng nghe thấy vợ nói gì rồi phải không không biết bên kia nói gì hắn cười thành tiếng cứ vậy bỏ đi tú diệp thở hồng hộc nghiến răng nghiến lợi vạ miệng chết rồi lần này thì cô lại chọc tức lão chồng khó tính rồi cứ ngỡ nam cường sẽ gọi cho cô hạch sách nhưng ôm điện thoại cả ngày chẳng thấy đâu so với tức giận thì cô sợ hắn không nói gì như này sau hai ngày nữa không thấy động tĩnh tú diệp liền chủ động gọi nhưng chuông đổ chưa đến hai hồi thì bị từ chối gọi lại lần nữa cũng vẫn bị từ chối nên cô đành nhắn tin ông xã hắn đọc nhưng không nhắn lại chắc là chờ cô giải thích thêm chăng hắn họ lục nhưng đã từ gia đình rồi mà người cô chê là cái cậu ba cậu bốn gì con của ba anh ta chứ có phải anh ta đâu anh giận là tôi đi gặp tùng an đấy cô chủ động khiêu khích cho anh tức mà gọi lại nhưng cô đánh giá thấp khả năng kiềm chế của chồng mình rồi. Tin nhắn thứ ba không gửi được nữa, Nam Cường đã cho số của cô vào danh sách đen luôn rồi. Tú Diệp đành nhờ và Hạ Tình để hỏi xem bao giờ anh về. Thế nhưng đợi một ngày, Hạ Tình báo lại Trần Phong không biết. Cô chắc chắn là Nam Cường đã nhúng tay vào, không cho anh ta nói cho mà xem. Mười ngày hắn đi, cô sống dở chết dở khi nhớ hắn mỗi lúc một nhiều. Đi làm về, lang thang qua phòng làm việc, ngồi vào ghế của hắn nhìn xung quanh, rồi lại về phòng ngẩn ngơ từng vị trí hắn hay đứng hay ngồi, cơ thể dây dứt nhớ cảm giác được ôm ấp, nhớ giọng hắn nói muốn phát rồ cả người. Ngày thứ 11 vừa xuống dưới nhà, Tú Diệp thấy chú Hải ngồi ăn sáng thì vội xà đến ghế bên cạnh hỏi dồn. "Chú, ông xã cháu đâu rồi? Anh ấy bao giờ về ạ?" À? Ông ấy nhìn cô rồi lại ăn và trả lời hết sức khách sáo. "Một tháng nữa cậu chủ mới về, cô chủ cứ thoải mái làm việc mình thích đi." "Một tháng nữa ạ?" Chú mau gọi cho anh ấy để cháu nói chuyện được không ạ? Hiện giờ cậu ấy đang bận, khi nào rảnh sẽ gọi cho cô chủ. Nam Cường đang giận, còn block cô luôn rồi thì làm sao mà gọi chứ? Tháng nữa anh mới về, cô chịu sao nổi đây? Chú Hải ăn xong, báo một thông tin quan trọng khiến cô sửng sốt. Hệ thống siêu thị của nhà cô chủ sắp được chuyển giao. Hai ngày nữa, cô sắp xếp để ký hợp đồng thu mua nó. Thật sao? Nhưng cháu làm gì có tiền? Cô chủ chỉ ký tên thôi, giá trị của nó không lớn nên cậu chủ đã xử lý rồi cậu chủ chúc cô khôi phục được nó sau giai đoạn khủng hoảng vâng chú hải đứng dậy rời đi tú diệp nói với theo chú người đàn ông dừng bước quay lại tú diệp nhanh chóng nói chú gửi lời cảm ơn tới anh ấy hội cháu với và nhắn anh ấy mau về đi cháu nhớ anh ấy rồi khóe miệng của người đàn ông bỗng chốc lay động một nụ cười nhẹ rồi gật đầu tú diệp vui vẻ chạy vèo về phòng lăn lên giường nhắn tin báo cho Tùng An mọi chuyện. Vậy mà tin nhắn đi mãi không có phản hồi. Chuyện này rất hiếm, bởi dù bận mấy đi nữa, chỉ cần cô nhắn hay gọi là anh ấy lập tức phản hồi. Lo lắng chuyện chẳng lành, Tú Diệp liền gọi điện thoại, nhưng chuông đổ mà không có người bắt máy. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, Tùng An có thể đang trên đường đi làm, nên cô tạm gác lại cũng chuẩn bị đi làm. Vì sắp tiếp quản là hệ thống siêu thị vị hương, nên Tú Diệp phải họp gấp điều một người lên làm quản lý thay mình mọi việc cùng lúc cô không thể quản lý cả hai công việc được vực dậy hệ thống siêu thị bị khủng hoảng không phải là điều dễ dàng nhưng đó là công sức của mẹ nhất định cô sẽ mang nó hưng thịnh như xưa giá trị chuyển nhượng bao nhiêu không có trên hợp đồng nhưng lần này mẹ con tú sang không xuất hiện ông trung đến nơi nhìn thấy tú diệp chỉ liếc một cái rồi ngồi vào bàn ký nhanh giấy tờ cô không nghĩ ông ta lại dễ dàng chấp nhận như vậy mà không một lời trách móc hay xỉa sói sau khi xong mọi thủ tục Ông ta lại là người bắt chuyện trước Dành không? Bà có chuyện muốn nói với con Tú Diệp biết Ông ta chẳng có chuyện gì tốt đẹp Nhưng đã xuống nước như vậy Thì cũng chẳng cạn tình tới mức từ chối Nên mời ông ta sang quán cà phê cho dễ nói chuyện Chú Hải để lại một vệ sĩ cho cô Trước khi đi còn dặn cô cẩn thận Ở nơi đông đúc thế này Cô không sợ ông ta dở trò Có lẽ ông ta cũng biết hiện tại Đối đầu với cô không phải là cách hay còn cô thì đang muốn biết về nhà họ Lục kia. con quen biết gì với cậu hai nhà họ Lục? Bà nói đến ai? Nam Cường, con của bà cả của ông chủ Lục. Bà biết anh ta sao? Ông Trung nhìn con gái chẳng phòng đoán được gì. Chẳng qua ông bị hắn nhúng tay vào, làm cho phá sản, rồi ép mua lại giá rẻ mạt, rồi lại cho tú diệp. Nên đoán chắc chắn mọi việc bắt đầu từ đứa con gái này. Bây giờ không thể đối đầu, chỉ còn cách hỏa hoãn. Con nhờ cậu ta phá ba rồi cướp trắng trợn nhà cùng với hệ thống siêu thị. Cướp? Đó chẳng phải là của mẹ con để lại sao? Con chỉ lấy lại những gì thuộc về mình, không để cho những kẻ ăn không ngồi rồi hưởng phúc mà thôi." Ông ta thở phì phò tức giận, cố kiềm chế lại gần giọng. "Mày với nó có quan hệ gì? Ba biết để làm gì? Tốt hơn là ba đừng có động vào con, không thì đừng trách con khiến nhà ba người không có chỗ nương thân, con vẫn nhẹ tay." để ba có thể mua được một căn nhà nhỏ để ở rồi đấy mày ông ta chỉ tay tức giận tốt hơn là không có quan hệ gì đi ba đã hứa gả mày cho cậu ba con của bà hai rồi đợi đến gặp người ta đi địa chỉ ba sẽ gửi đến được gặp thì gặp ông ta không nghĩ là cô sẽ đồng ý dễ dàng như vậy nên khuôn mặt có chút vui mừng tú diệp nhấp cà phê uống nói tiếp con không hứa sẽ giúp ba thoải mái đâu đừng có dựa vào nhà họ lục để đấu lại con gái của ba Nam Cường không phải là người mà con có thể dây vào. Tốt hơn là hãy nghe lời ba mày một chút đi. Ba biết gì về anh ấy sao? Muốn biết thì ngoan ngoãn tới gặp cậu ba đi. Rồi tao sẽ nói cho mày biết. Mày đừng có liều mạng đùa với lửa. Cháy đi con ạ. À. Ông ta cười đắc ý rời đi. Sao trong mắt người khác, chồng cô lại là kẻ đáng sợ như vậy? Có lẽ ông ta đã biết về Nam Cường qua cậu ba nào đó nhà họ lục rồi. Bắt đầu vào công việc, Tú Diệp mới hiểu vì sao nam cường lại dễ dàng lấy được hệ thống siêu thị nhanh tới như vậy từ lúc mẹ mất việc làm ăn liên tục thua lỗ do không hiểu hết thị trường ông ta đã điều hành nó mỗi ngày một xuống dốc còn không ngừng rút tiền từ công quỹ về làm việc riêng sớm đã không làm được nhưng nhất định không chịu trả cho cô vấn đề của hệ thống bây giờ chỉ cần rót tiền vào làm việc lại với phía cung cấp hàng là hoạt động sẽ đi vào ổn định lại tiền nam cường cho khi kết hôn cô chưa vội sửa nhà mà đổ hết vào việc kiến tạo lại hệ thống siêu thị thế nhưng nó vẫn không đủ nếu chạy hết toàn bộ hệ thống hiện tại cô không muốn đóng cửa một chi nhánh nào bởi nó sẽ kéo theo một loạt người thất nghiệp khi tết sắp đến giai đoạn này nhu cầu đang tăng cao nếu khởi động nhanh khả năng đưa siêu thị hoạt động mạnh lại như trước kia sẽ dễ dàng hơn vấn đề về tiền chỉ cần gọi cho nam cường là sẽ được giải quyết nhưng hiện tại cô còn đang nợ anh tiền nhà và cả tiền thu mua hệ thống nên chẳng mặt dày mượn thêm được. Hạ tình giúp cô làm hồ sơ vay ngân hàng được một khoản lớn nên mọi vấn đề được giải quyết. Công việc bận, Tú Diệp tạm quên đi việc của Nam Cường chẳng quan tâm tới mình. Mỗi khi đêm về, nằm ấm ức nhìn chằm chằm vào camera nhưng không khóc, không phản ứng gì, chỉ vô cảm nhìn bởi cô biết chắc chắn anh cũng đang nhìn về phía mình. Đàn ông gì mà giận dỗi rõ lâu, thủ dai nhớ lâu. Mỗi ngày cô đều quay cuồng với công việc thời gian cứ vậy trôi đi cô cũng không chăm chăm chờ anh làm hòa nữa đúng như tùng an nói với nam cường tốt nhất là không nên yêu quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã chẳng bình thường rồi thứ cô muốn đã đạt được nên chẳng cần lợi dụng nam cường nữa anh chán thì cô buông cuối tuần công việc lại bận rộn hơn bình thường tú diệp thường ở siêu thị chính lớn nhất còn tự mình kiểm tra chất lượng hàng hóa được nhập về anh thích ăn gì em mua gì cũng được nghe giọng người đàn ông tú diệp ngừng ngay việc đang làm đứng bật dậy nhìn ra phía có tiếng nói ấy ánh mắt người đàn ông cũng hướng về phía cô không né tránh tú diệp nhất thời ngây người nhìn dáng dấp âm giọng thật sống nhưng cách ăn mặc thì không phải hơn nữa nam cường luôn ra ngoài kín mít chứ không giống người này vậy sao cô lại thấy quen thuộc không thôi miệng cũng giống nhưng chồng cô không ưa nhìn như vậy qua chiếc kính đen anh ta cũng nhìn cô không quay đi cho đến khi người đi cùng đã chọn xong hoa quả và đồ cần mua anh xem cô muốn mua gì nữa không không thanh toán đi nếu là chồng cô thì anh phải nhận ra cô chứ chỉ là người giống người mà thôi tự dưng cô lại nhớ anh rồi đi công tác hơn một tháng giận nhau không ai làm lành nên cứ vậy mà lặng yên chú hải cũng không nói cho cô biết bao giờ anh về nhìn hai người rời đi tú diệp mới chớp mắt thở dài tại sao dáng đi cũng giống vậy họ vừa rời đi không lâu hạ tình từ cửa vào đã gọi lớn tú diệp có chuyện rồi mày đang ở đâu cháy nhà vừa thấy cô hạ tình đã phi đến thì thầm không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh tùng an sắp kết hôn rồi hả kết hôn với ai đi đến nhà anh ấy mới biết được tú diệp gọi nhân viên giao lại công việc để đi cùng với hạ tình tới nhà của tùng an thông tin chính xác không đấy trần phong nhận được thiệp mời từ hôm qua từ nhà của anh ấy mà Sao bọn mình không được mời cưới?" Hạ Tình lắc đầu không hiểu sự tình, bởi Trần Phong cũng không hay biết gì cả, hiện tại còn không liên lạc được với Tùng An, họ cứ ngỡ anh ấy đi công tác, ai ngờ. Hiện ông chủ không cho cậu ấy gặp ai cả, cho đến khi đám cưới diễn ra, quản gia từ chối cho họ vào gặp Tùng An ngay từ cửa, Tú Diệp không chấp nhận, níu tay bà ấy hỏi, "Bọn cháu là bạn thân của anh ấy mà, bác mong cho chúng cháu gặp một chút thôi." Ông chủ đã hạ lệnh nên các cô đừng làm khó tôi. Hiện tại cậu ấy không thể ra ngoài. Vậy cho cháu hỏi, tại sao anh ấy lại kết hôn nhanh chóng như vậy à? Bạn gái cậu ấy có thai rồi, nên bên nhà họ yêu cầu làm đám cưới gấp. Có thai? Khi Hạ Tình và Tú Diệp còn đang muốn sốc ngất, thì quản gia đóng cổng lại đi vào trong. Tú Diệp nhìn tường nhà vững chắc, rồi liếc vào trong căn biệt thự, thì khả năng đột nhập là không thể được. Lên xe, Tú Diệp ngẩn ngơ đặt câu hỏi. Là sao? anh ấy không thích phụ nữ tại sao lại khiến con gái nhà người ta có thai chắc chắn là có uẩn khúc nên là anh ấy mới bị nhốt để tránh bị bỏ trốn chẳng nhẽ là gia đình của anh ấy tính kế con trai khi biết sự thật anh ấy là gay sao cũng có thể lắm hôn sự đã định rồi đợi ngày cưới hỏi thôi chứ biết sao bây giờ hay là chúng ta giúp anh ấy chạy trốn vào ngày cưới hạ tình đăm chiêu một hồi không tán thành chạy trốn không phải là cách hơn nữa gia đình anh ấy không dễ dây đâu nên đừng dại mà gây thù chuốc oán mày và tao không phải đối thủ, trừ khi chúng ta nhờ vào được các lão chồng giúp đỡ. Nam Cường rất ghét Tùng An, chắc chắn sẽ không giúp đâu, anh ấy còn đang giận tao nên lại càng khó. Mày chiều lão ấy một chút là hết giận ngay mà, mau về tắm sạch ráo nước mời ông ấy sơi đi. Tú Diệp thở dài thườn thượt, đi công tác hơn tháng rồi chưa về, có phải đã bao nuôi em gái khác rồi không? Nếu có thì sao, có đau lòng không? Người ta không yêu tao thì đau lòng cái gì chứ? Mà sao tao thả từ lúc kết hôn rồi vẫn chưa dính nhỉ? Chậm chưa? Chu kỳ của tao hơn 2 tháng cơ, nên là cũng chẳng biết đâu mà lần, nhưng mà mấy hôm trước có thử rồi mà không lên. Nghĩ anh ta đang giận nên nếu có thai thì thật tốt, nhưng mà lại không có. Ngày nào cũng mần nhau không biện pháp mà không dính, có phải là sức khỏe có vấn đề hay không? Không hẳn đâu, cứ đợi thêm xem sao. Tao với Trần Phong cũng mấy tháng mới dính cơ mà. Ừ thôi kệ đi, bây giờ tao phải đến Michelin Mày về nhờ Trần Phong xem có gặp được Tùng An không nhá Phải xem anh ấy muốn thế nào chúng ta sẽ giúp Hạ tình lái xe thắc mắc Mày hẹn ai ở đó Cậu ba nhà họ Lục Giải quyết cái rắc rối ông bố ban cho Trước khi để Nam Cường biết Bây giờ mày là chị dâu anh ta rồi Còn cần phải giải quyết sao Chưa ai biết tao và Nam Cường kết hôn Mày nghĩ xem đây có phải là cơ hội Để tao tìm hiểu về chồng của mình không Tìm hiểu xong sẽ bỏ hay yêu Trước câu hỏi của Hạ Tình Tú Diệp không tìm được câu trả lời cô chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ nam cường còn yêu có nên dấn thân yêu một người nguy hiểm như anh không lỡ đúng như tùng an nói cứ yêu sẽ bị đá thì sao cái chân lớn như vậy đá thật sẽ đáng tiếc lắm mà hiện tại cô còn phụ thuộc vào anh nữa không yêu không bỏ cố gắng hiểu để sống hòa thuận thôi lão giận tao lâu lắm rồi còn chẳng thèm quan tâm nữa chứ từ hôm ấy vẫn chưa liên lạc à ừ đội anh ấy về rồi nói chuyện đúng là cái mồm làm hại cái thân Hạ tình được thể cười lớn, đỗ xe vào làn đường ngoài cổng nhà cửa hàng Metrolin dặn dò. Xung quanh toàn sói, cẩn thận một chút đấy. Yên tâm, bạn mày là ai chứ? Tú Diệp còn chẳng thèm để ý đến trải chuốt ăn mặc, cứ vậy đi vào nhà hàng cao cấp. Đồ cô mặc đơn giản, nhưng do Nam Cường mua, chắc chắn không hề rẻ. Chỉ là quần chi và áo sơ mi, không hợp với nơi này cho lắm, nên nhân viên nhà hàng nhìn cô có hơi thiếu thiện cảm. Tú Diệp tháo mũ và khẩu trang ra, nhìn lại lạnh mặt hỏi tôi có hẹn ở phòng VIP số 2. Vừa được chỉ phòng, cô còn chưa bước đi, đã nghe thấy họ xì xầm. Cứ giàu có nhiều tiền là gái sinh theo từng đàn. Cu của cậu ba đúng là không ai theo được. Tú Diệp cười hắt, dừng chân liếc về phía người vừa bàn tán bằng ánh mắt sắc lạnh. Cả hai đều tản nhanh đi chỗ khác. Có lẽ cậu ba nào đó của nhà họ lục nổi tiếng lắm thì phải. Thế mà cô chưa biết mặt. Hắn cũng không biết mặt cô, mà lại đồng ý đi hứa hôn làm cái vẹo gì không biết. Được dẫn vào phòng, ba cô vừa thấy con gái liền đứng dậy kéo vào trách cứ sao giờ này con mới đến liếc nhìn quanh nhà cô đủ cả bốn người đối phương có hai người người phụ nữ ăn mặc lố bịch diêm rúa khoe của kia chắc là mẹ còn gã đàn ông đang há miệng nhìn cô không chớp mắt có lẽ gã đàn ông háo sắc ấy chính là cậu ba gì đó nhìn tôi đã thấy ghét rồi chồng cô xấu nhưng vẫn hơn vạn phần gã đàn ông này hắn cũng ưa nhìn nhưng thoạt nhìn chỉ thấy toàn lưu manh và dê cụ thôi liệu khuôn mặt thật của chồng cô có giống người em trai cùng cha khác mẹ này không nhỉ giới thiệu với bà đây là tú diệp con gái lớn nhà tôi từ lúc vào tú diệp cũng chưa chào hỏi chưa mở miệng chỉ lặng lẽ quan sát đối phương nghe thấy tiếng ba giới thiệu cô mới lên tiếng cháu chào cô đi xem mắt chí ít cũng nên chú ý tới ăn mặc một chút nhà họ khương không biết dạy con gái cách ăn mặc xuất hiện trước mặt các cuộc ngoại giao cho phải phép à Tú Diệp nghe bà ta mở miệng đã muốn rời đi, thái độ khinh khỉnh như vậy, bảo sao không dậy nổi con nên người. Ba cô nghe vậy tức giận trừng mắt. Mày hết đồ để mặc rồi sao? Tú Diệp đi làm đều mặc như này cho thoải mái, mà cô cũng không có ý định trải chuốt để gặp họ. Cô liếc nhìn Tú sang, cũng chẳng khác gì con bươm bướm khoe sắc, đang nhìn về phía gã đàn ông. Có vẻ nó lại ưng mắt anh ta rồi, gia đình phá sản, có lẽ cô ta cũng bị tên nghĩa kia đá rồi cũng nên đáng đời cho cái thứ thích cướp đoạt tú diệp lắc đầu cười hắt khoát tay ba nói không kiêng rè vậy tôi đi về ba chuyển đối tượng cho con riêng của ba cũng được không mất công nó lại phải nghĩ cách cướp im miệng rồi xin lỗi bác ấy đi ba cô gằn giọng tú diệp chưa đạt được mục đích nên cũng chưa muốn rút ngay như vậy mà bảo cô xin lỗi á nằm mơ tay cậu chủ ngồi lặng lẽ ngắm cô từ nãy tới giờ thấy cô không có nhã hứng ở lại thì mới đứng dậy nói đỡ con thấy cô ấy ăn mặc đơn giản như vậy cũng đẹp mà mẹ để ý làm gì chứ nói rồi hắn đi sang ghế bên cạnh kéo ra em ngồi đây đi không cần phải khách khí đâu cô nhếch miệng cười với mẹ con của tú sang rồi ung um dung ngồi xuống ghế đã được chính tay vị hôn phu hụt kéo cho hắn có lẽ cũng mang gen của lão lục nên dáng người cao giáo nhưng chắc chắn thấp hơn nam cường mà thân hình gầy còm nhom chẳng có khí chất của bật vương giả gì cả không phải kiểu người cô thích còn hắn thì ngược lại mắt dán lên mặt cô, không động, háo sắc. Tú Diệp chỉ rùa thầm trong lòng, mà sự ghét bỏ đã sớm hiện lên cả mặt. Trên bàn ăn, một lũ mèo mà gà đồng, toàn hạng cướp chồng người khác, mà ra vẻ con quan lắm. Tú Diệp, anh là Lục Nam Giang. Hắn tự nhiên giới thiệu, còn chia tay về phía cô, nhưng Tú Diệp không đưa tay ra, chỉ cười nhạt đáp lễ. Vậy mà dường như hắn lại đặc biệt nổi hứng với cô, còn dục mẹ bỏ qua việc ăn mặc mà bàn chuyện hôn sự hôn sự ư? E rằng khi biết cô là vợ của Nam Cường thì hôn sự này sẽ không cánh mà bay. Bà ta bắt đầu đưa ra đủ mọi yêu cầu lễ nghi trong nhà mà Tú Diệp chẳng nghe lọt cái nào. Gì mà phải kính cha mẹ chồng, nghe lời chồng, không đi làm ở nhà phục vụ nhà chồng. Nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi. Vậy mà ba và hai mẹ con nhà Tú Sang còn gật lấy gật để đều hùa theo. Chắc chẳng thể tìm hiểu được về Nam Cường qua những người này. Tú Diệp hớp ngụm nước nhà câu cắt lời nhà họ Lục có dạy con dâu làm thế nào để cướp được chồng nhà người khác không thưa bà? Khỏi phải nói, chết đứng như nào thì hiện tại những người ở đây đều đang trong tư thế đó. Ba cô trợn mắt, tức đến lộn ruột đang phải kìm nén. Nếu ở chỗ khác, ắt là ông ta sẽ không ngần ngại mà tát cho cô vài phát vì cái tội ăn nói lấp cất. Tất nhiên, vợ của người quyền lực giới tài chính cũng muốn thổ huyết. Chuyện đời tư của bà ta sớm đã được bịt lại, nhưng rồi nay có người đào lên. Nhưng cãi thế nào được, càng nói sẽ càng xấu mặt. Ông Trung rối rít xin lỗi. Bà đừng giận, con bé nó lỡ lời thôi. Không lỡ, tôi không có hứng làm con dâu nhà quyền quý như bà, nên xin nhường cho người khác. Tú Diệp đứng bật dậy, cổ tay bị Nam Giang nắm lấy. Chuyện của anh không ai quản. Em đừng giận, cứ ngồi xuống ăn tối rồi nói chuyện. Nam Giang, mẹ anh ta gần giọng tức điên lên, nhưng vị con trai đã bỏ qua luôn cả mẹ mà muốn kết hôn với cô còn muốn kết hôn với cô ấy. Trong đại cục hỗn loạn, sau giây phút tức giận, ông Trung thoáng nhẹ ý cười trước quyết định của cậu chủ nhà họ Lục. Tú Diệp biết, ông ta muốn mượn nhà họ để chơi lại Nam Cường, nhằm lấy lại những gì đã mất. Cô bình tĩnh, cả tay anh ta đang nắm cổ tay mình ra một cách dứt khoát. Xin lỗi, tôi không có hứng với anh, nhưng em gái khở của tôi thì có đấy. Gã tưởng là cô từ chối vì những lời mẹ nói nên vội vàng thanh minh. Em sẽ không phải làm dâu như mẹ anh nói đâu, chúng ta sẽ sống riêng mẹ anh ta tức tới mức muốn đánh cả con của mình nhưng cô nghe nói anh ta cũng thuộc hàng ngông nghênh do được chiều chuộng quá vốn dĩ anh ta đi xem mắt lấy vợ theo yêu cầu của ba và yêu cầu đầu tiên của ông ta là học thức cao để về làm việc cho nhà họ lục cô với bằng mba của hoa kỳ đã lọt ngay qua vòng đầu mới có cuộc xem mắt này một người vừa có trình độ vừa có nhan sắc như cô anh ta nào có thể dễ dàng bỏ qua người phụ nữ kia tức tới tái mặt run rẩy nghiến răng nghiến lợi mẹ không đồng ý không phải việc của mẹ con muốn lấy cô ấy tú diệp đã thành công chia bè chia cánh khiến mâu thuẫn nội bộ nhà họ tăng cao nên định chuồn lẹ vậy mà ông trung đã nhanh tay giữ chặt cô lại ở lại cho ba ông có quyền gì mà bắt tôi nghe lời tay ông ta bất ngờ vung lên nhưng không hạ được xuống khi nam giang đã nắm lấy ai cho ông đánh cô ấy cảm ơn không báo đáp tú diệp mau miệng xoay người rời đi vừa mở cửa phòng, lập tức có kẻ xịt gì đó trực tiếp vào mặt, khiến cho cô sớm không còn nhận thức mà ngã xuống. Nam Giang nhanh như cắt đã đỡ lấy cô trong tay cười nhẹ. Để anh xem, em còn chạy được không? Ông Trung thấy vậy, vội kéo con rể hờ lại đàm phán. Cậu Giang, chuyện cậu hứa nói với lão gia. Ông bàn với mẹ tôi đi. Bà Lục nhìn Tú Diệp ngất lịm, lóe ý cười độc ác. Láo tuét thì đáng đời, chơi bờ rồi bỏ, không cưới xin gì hết. Bà Hằng lúc này mới góp chuyện, dù trong lòng thật muốn cho Tú Diệp bị hại, càng nhanh càng tốt. Phu nhân, không cưới xin thì cũng phải đổi chác có lợi, nhà tôi mới để cậu ba đưa con bé đi được. Mẹ, mau cho họ chút lợi lộc đi, con đi đã. Nam Giang sốt ruột, bế Tú Diệp trên tay rời đi, nhưng lúc này ông Trung chặn đường. Cậu chủ, không thể cứ như vậy mà mang con gái tôi đi được. Anh ta nhìn về phía mẹ của mình, bà ta thở dài, ngoắc người nhà họ Khương vào bàn tiếp tục dùng bữa, bàn công chuyện để chiều chuộng ý muốn của con trai quý tử. Nam Giang dễ dàng đưa được Tú Diệp rời đi, người của hắn dẫn đường nhanh chóng mở cửa xe đón người, chiếc xe sớm đã lao đi một cách vội vã. Trên xe, Tú Diệp mê man không biết gì, khi người ngợp nóng như nung thì ngọ nguậy cấu xé miệng, thiểu thào gọi tên Nam Cường. Em muốn gì? Cô nói nhỏ quá, hắn không nghe thấy áp sát tai hỏi, nhưng rồi vẫn chẳng nghe rõ, nụ cười đắc thắng kéo căng vành môi nam giang vuốt ve gương mặt sớm ửng hồng của tú diệp dỗ dành sắp tới khách sạn rồi yên tâm đi anh sẽ khiến cho em tình nguyện kết hắn còn chưa nói hết chiếc xe phanh gấp khiến cả người lao về phía trước và chạm xảy ra nhưng may lái xe có trình độ nên sớm đã kiểm soát được tình hình hắn gắt gỏng mẹ kiếp làm sao đấy cậu chủ có người chặn lối kẻ nào dám to gan chặn xe của tôi để người của ta dạy dỗ bọn chúng đi Lái xe cúi người hiểu ý ngồi nguyên, xe không lách đi được khi bị xe vây quanh. Tiếng đánh đấm dưới xe không ảnh hưởng tới người bên trên, nhưng rất nhanh, âm thanh nhiễu động sớm đã dừng lại. Cậu chủ, lái xe lắp bắp không rõ lời gọi, Nam Giang lúc này mới rời mắt khỏi gương mặt xinh như ngọc nhìn về phía trước. Người đàn ông mặc âu phục đen, đội mũ che quá nửa gương mặt, ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, tia ánh mắt vào trong xe. Cả xe bị vây bởi một đội những người bạm trợn, Nam Giang lệnh gọi người đi cậu chủ không kịp một lũ ăn hại bên cửa có tiếng gõ nam giang đặt tú diệp nằm xuống ghế nhẹ mở cửa bước xuống chúng mày muốn gì hắn còn chưa nhìn rõ mặt đối phương đã bị túm lấy lôi ra giữa đường đánh không thương tiếc một lời đau đớn cũng chẳng kịp thốt ra lái xe sợ hãi xuống xe quát lớn các người là ai mà dám động vào cậu ba nhà họ lục những người đánh đấm có ngưng lại trong vài giây rồi cười diễu rồi lại đánh tiếp cứ vừa đánh vừa nhắc, cậu ba nhà họ Lục này, bảo lão Lục ấy đến mà hốt xác con trai về đi. Lúc này, lái xe sợ đến chân run, đứng không vững, ngã dập mông xuống đường, người đàn ông đứng đầu xe lúc này mới ném điếu thuốc, tiến lại gần nhếch miệng cười. Lái xe bính, ông sống tốt chứ? Người đàn ông gỡ kính trên mặt, ngay khi ông ta nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy liền lắp bắp. Lục Nam Minh, cậu còn sống sao? ông mong tôi chết đến vậy sao không phải cậu hiểu lầm ý tôi rồi tôi còn cần ông biện minh à về bảo với ông già muốn chơi thì cứ việc đi dù tôi phá sản tiếp tục trắng tay cũng không cần người ba như ông ấy nói xong anh đánh mắt ra hiệu dừng đánh nam giang hắn sớm không biết gì nữa mà nằm như cá gỗ trên đường anh nhìn lái xe đang sợ rúm người nói mang hắn đi bệnh viện đi nếu không qua khỏi báo tôi tới dự đám tang lái xe bính bỏ đến chỗ nam giang lay lay gọi người ông chưa hiểu lý do khiến cho nam minh chặn xe đánh người cho đến khi thấy anh mở cửa bế tú diệp sang xe của mình Giao vũ nghiêng người ngồi vào ghế phụ nhắc khải lái xe đi anh quay người nhìn tú diệp như phát sốt còn mê sảng mà đùa cợt đêm nay có vẻ cậu sẽ mất sức đấy nhỉ tự làm tự chịu anh còn chưa nói hết tú diệp đã giật tung cúc áo Giao vũ liền quay lên húng hắng ho lờ đi nói chuyện với khải cậu lái xe nhanh một chút về biệt thự nam thiên đi khải tăng tốc xe nhưng vẫn góp vui nếu vội thì anh cứ việc bọn này mắt điếc tai ngơ cho tôi không muốn ngày mai lên báo với vụ tai nạn không giống ai đâu người đàn ông ôm gỉ lấy tú diệp vào lòng khiến cho cô ngọ nguội khó chịu nhưng không thể cử động mắt vẫn nhắm nghiền tú diệp nức nở khóc ông xã mở to mắt ra nhìn xem tôi là ai không biết cầm cô bị nắm lấy hất ngửa lên má bị bóp đến rúm miệng lại trong ánh nhìn mờ ảo cô thấy một người đàn ông vừa lạ vừa quen mùi hương rất quen nhưng khuôn mặt lại rất lạ chắc chắn không phải là gã nam giang tôi có phải là chồng em không hả tú diệp lắc đầu không biết mùi hương cơ thể của người đàn ông chính là thuốc độc không thể tránh mà cô đã cố gắng phòng bị không biết mà dám ôm ấp thế này sao khó chịu cô không chờ được chồng xấu xí nữa đã khó chịu còn bị hạch sách, Tú Diệp quát lên. Là anh ôm tôi trước. Phía trước, hai gã đàn ông không nể mặt cười thành tiếng, còn giơ ngón tay cái khen ngợi Tú Diệp, mặc kệ khuôn mặt khó coi của bạn. Buông ra, mùi hương của anh khó chịu lắm. Tú Diệp nặng nhọc, gỡ vòng tay như gọng kìm sắt của anh ta ra, vậy mà càng bị ôm chặt. Mỗi lúc mùi hương nam tính càng làm sức chịu đựng kém đi, Tú Diệp ấm ức há miệng, cắn lên má của đối phương thật mạnh. Ôi à, em giỏi lắm dám cắn người sao người đàn ông nhăn nhó vì đau bóp mặt cô lạnh giọng nói với bạn các cậu đỗ xe lại đi lát tôi tự lái về tiếng cười vang giòn tan của hai gã đàn ông không một chút kiêng nể vang lên chiếc xe nhanh chóng đỗ lại vào hẻm vắng hai người ngồi trên xe vừa xuống tú diệp đã bị đè cứng xuống ghế khuôn mặt được nâng lên không dạy dỗ em tử tế không được cuối cùng anh cũng chịu về rồi ừ về đến nhà tú diệp vẫn mê man trong giấc ngủ có chút nức nở nói mê được bế vào trong nhà đồ trên người bị kéo ra hết tú diệp hơi lạnh nhưng vẫn không tỉnh giọng người đàn ông sặc mùi ra lệnh tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy vâng ạ được thả vào bồn nước nóng có mùi thảo dược tú diệp vẫn không thể mở mắt cũng không động đậy nổi với cơ thể đau nhức tê cứng nam cường đi ra đến cửa quay lại nhìn rồi bước chân đổi hướng ra ngoài đi hai giúp việc vội vàng đứng lên chào hỏi nhanh chóng rời đi đóng cửa phòng tắm lại. Tú Diệp ngoan ngoãn ngồi trong lòng, dựa dẫm và vẫn ngủ ngon. Động tác cứ mơ hồ không rõ là thật hay mơ. Cô bị hôn, cô không phản kháng, không tỉnh, mặc sức để anh làm loạn. Về phòng sấy xong tóc mình, anh không làm cách nào gỡ được tóc cô để sấy cho khỏi dối, nên lại gọi giúp việc vào giúp. Suốt quá trình, Tú Diệp vẫn ngủ không hề hay biết, không động đậy, khuôn mặt giãn ra, miệng nhẹ cười như gặp mộng đẹp. Cả cơ thể lành lạnh, chẳng mấy chốc được ôm ấm áp vào lòng không còn bị làm phiền cô hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ tú diệp chỉ bị đánh thức khi chuông điện thoại réo ầm ĩ hé mở mắt khi nắng đã lên cao dọi qua rèm cửa vào phòng tạo ra ánh sáng mờ nhạt cầm điện thoại là nhìn thấy số của ông trung gọi cô lười biếng chui vào chăn áp tay nghe bằng giọng ngái ngủ alo tú diệp con mất dậy này mày đang ở đâu hả lần này cô đã tỉnh táo hơn cũng chẳng để ý tới sự tức giận của ba mà nhìn phòng ngủ quen thuộc không nhớ lắm mọi việc nhưng cô vẫn nhớ chiều tối qua có hẹn đi ăn với mẹ con cậu ba nhà họ lục để bàn về hôn ước do ông ba này tạo ra hiện tại gọi cho cô cáu điên chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi tôi ở đâu ông hỏi làm gì từ lâu rồi ông còn muốn biết tôi ở đâu sao tối qua mày đã làm gì khiến cậu ba nhập viện chấn thương nặng hả bây giờ thì lớn chuyện rồi Cả nhà mày bị hại chết rồi đấy Gì mà chấn thương nặng Cô đã làm gì hắn sao Sao không nhớ gì hết Mày đừng hỏng thoát tội Mau mau tới bệnh viện tạ lỗi với cậu ba đi Tú Diệp ngắt lời Không liên quan tới tôi Ông và mẹ con bà ta chết Chứ còn lâu tôi mới chết Con này Chẳng để ông ta mắng hết Tú Diệp trực tiếp tắt điện thoại Mở điện thoại đọc tin nhắn của Hạ Tình Thông báo Nam Cường đã trở về Cô vội nâng chăn nhìn người mình Trên người đầy dấu vết để lại Lẽ nào cậu ba kê nhập viện là do chồng cô? Anh về rồi sao? Sao không báo cho cô vậy? Rồi họ làm ra sao, cô không nhớ gì hết." Tung chăn xuống khỏi giường, Tú Diệp bị chuột rút, hai chân không động nổi, mặt mũi nhăn nhó bất động. Lúc này cô mới khẳng định, đêm qua đã bị anh hành rồi, hai chân cô không có cảm giác, cơn tê dại kéo đến thắt lưng. Tú Diệp dùng hai tay nhéo chân, nâng lên hạ xuống nhiều lần mới tìm được cảm giác việc gì xảy ra không quan trọng bằng việc chồng cô cuối cùng cũng đã trở về vừa rồi còn giúp cô giải quyết gã cậu ba háo sắc trí não dần có hình ảnh mờ nhạt về việc xảy ra cãi cậu ở phòng ăn cô bỏ đi và rồi không biết gì nữa cuối cùng thì cô vẫn bị gã háo sắc ấy tính kế mà được chồng cứu rồi anh đánh hắn nhập viện nghĩ đến đây tâm tình vui vẻ như chim ca cô tạm quên đau đớn lê bước nhỏ vào làm vệ sinh cá nhân mặc quần áo chỉnh tề sau khi gọi điện giao việc cho trợ lý và kiểm tra lượng hàng nhập bán ở siêu thị rồi, cô mới lò dò mở cửa phòng. Ánh nắng sáng trong rực rỡ đập vào mắt, cô giơ tay che mắt nheo nheo điều chỉnh, giúp việc từ đâu xuất hiện kính cẩn. "Cô chủ, chị dậy rồi. Cậu chủ về rồi phải không?" "Vâng ạ, cậu chủ dặn chị dậy thì xuống ăn không đói." Hiện tại cô cũng đói nhưng lại muốn gặp anh trước nên từ chối, giúp việc vội chặn đường đi của cô. "Cậu chủ không ở trong thư phòng đâu ạ." cậu ấy đang ở dưới phòng khách nhà có khách sao vâng cô chủ nên xuống nhà ăn trước thì hơn ạ tú diệp thấy lạ vì nam cường hay gặp người trong thư phòng từ lúc ở cùng anh cô chẳng thấy khách khứa gì long trọng tới mức phải đón tiếp nơi phòng khách cô theo giúp việc vào bếp nhưng chưa vội ăn mặc bị ngăn cản vẫn lén lén chạy ra cửa sau đứng khuất sau tường nhìn vào phòng khách trong phòng có rất đông người nhưng cô lại chú ý ngay tới người đàn ông giống dáng dấp của chồng cô ngồi ở chiếc ghế gỗ đơn lớn chạm trổ một con phượng lớn ở phía lưng ghế sau hơn một tháng đi công tác anh trở về không đeo mặt nạ nhưng chiếc kính màu nâu phản quang che quá nửa mặt so với đeo mặt nạ thì đeo kính như này dễ nhìn hơn rất nhiều dù sự bí ẩn vẫn không hề biến mất cô muốn gỡ chiếc kính kia ra để nhìn rõ mặt anh đây chẳng phải là người đàn ông cô gặp ở siêu thị hôm qua đi cùng với một cô gái trẻ đẹp đây sao tú diệp cười hắt tự an ủi mình đó không phải là anh người ngồi kia không phải là anh chỉ là dáng dấp giống thôi còn không phải nam cường tùng an nói anh có anh trai chẳng lẽ người đó là anh trai anh còn anh đâu cô lia mắt nhìn khắp phòng cũng không thấy vì bị ngăn cách bởi lớp cửa kính nên cô không nghe thấy người trong phòng nói gì nhưng mặt mũi ai nấy đều hết sức khó coi người đàn ông mái tóc hoa dâm đứng bật dậy chỉ tay vào mặt người giống chồng cô có vẻ rất tức giận nhưng cô không thấy mặt ông ta mà chỉ thấy bóng lưng dù bị người đàn ông kia chỉ trò mắng chửi nhưng anh vẫn bình thản thưởng trà mãi sau anh mới thả tách trà cười nhạt bất ngờ anh đứng dậy tay chìa thẳng vào đầu người đàn ông tú diệp kinh hãi thấy tay anh có súng dí vào trán ông ta cô lùi người thở khó khăn nụ cười nửa miệng này rất giống nam cường anh nói rất ít nhưng người đàn ông kia lùi lại đám người mặc đồ đen lay động súng xít như muốn đánh nhau đến nơi chắc chắn cuộc nói chuyện ấy chỉ toàn mùi thuốc súng tú diệp sợ hãi run lẩy bẩy nhìn sự tĩnh lặng như nước của người đàn ông chú hải đứng gần đó không chút dao động vệ sĩ của anh cũng vẫn khoanh tay đứng im dường như không tham gia cuộc chiến cuối cùng người đàn ông có mái tóc hoa dâm bực dọc khoát tay mang theo người của mình rời đi tú diệp lặng lẽ trở lại phòng ăn giúp việc phục vụ bữa ăn nhẹ hỏi cô chủ món ăn không hợp với chị sao người đeo kính nâu là chồng chị phải không dạ có lẽ không ai như cô đến người có phải là chồng mình hay không cũng không biết dáng dấp anh giống đôi môi giống nụ cười giống bình thường anh hay mặc đồ rộng thùng thình cùng với quần âu áo sơ mi nhưng từ hôm qua đến giờ anh lại mặc âu phục chỉ thay đổi cách ăn mặc thôi còn rất giống những gì cô biết nếu là anh tại sao hôm qua lại đi cùng với một cô gái khác nếu là anh Sao đi công tác về lại không thèm gặp cô Chẳng lẽ anh giận cô Vì những chuyện đã xảy ra Vì lời mà cô nói Chị là vợ của anh trai tôi Tú Diệp giật mình thoát khỏi mớ bỏng bong ngẩng mặt nhìn cô gái mặc chiếc váy khoét cổ sâu Độ dài chỉ qua mông một chút Đó chính là cô gái hôm qua Nhưng hôm nay có phần sexy hơn Cô ta tự nhiên ngồi xuống trước mặt cô mỉm cười Còn nhìn chằm chằm thiếu lịch sự Có lẽ cô ta cũng có chút địa vị mới đi lại trong nhà tự nhiên như này nhưng tính ra cô là chủ nhà cơ mà tú diệp không đáp tiếp tục ăn uống tự dưng lại thấy ngon miệng hơn thì phải em là bảo hân em gái nuôi của chồng chị cô không thấy tôi đang ăn cơm sao tú diệp nâng mắt nhìn cô ta ý cảnh cáo rồi tiếp tục ăn và cô đang rất ghét ba từ em gái nuôi kia đàn ông nuôi phụ nữ với nhiều chức năng và cuối cùng thì con gì nuôi cũng chỉ để thịt thôi nhìn điệu bộ cô ta giống với mấy đứa muốn nhảy vào gia đình của người khác hơn là em gái nuôi anh chị dâu khó tính quá đi bảo hân đứng vụt dậy giọng điệu nũng nịu kéo dài di chuyển về phía người đàn ông vừa xuất hiện tú diệp còn chẳng thèm quan tâm tới anh lờ đi coi như không khí anh là ai cô còn chẳng biết chồng cô không phải người này anh sẽ không tùy tiện để phụ nữ nũng nịu đâu lúc này đã ăn xong cô đứng dậy mới nhìn họ đã nghĩ cô em gái nuôi sẽ khoác tay anh trai nhưng giữa họ lại có khoảng cách cô ta chỉ đứng cạnh còn không có bất kỳ hành động thân mật nào cả bắt gặp ánh nhìn của anh cô sụ mặt cúi đầu chào đầy xa lạ chào anh có phải anh là anh trai của chồng tôi không cô vừa hỏi xong bảo hân phá lên cười đầy bỡn cợt giọng nói sang sảng hóa ra chị biết hết chuyện rồi sao tú diệp đơ người không hiểu gì người đàn ông chỉ hơi nghiêng mặt nhìn sang bảo hân liền im bặt khuôn mặt sượng chân. Xin lỗi anh. Còn đứng đó sao? Anh nâng cao giọng, bảo hân lúc này như nhận ra mình quá vô duyên, mặt mũi căng thẳng hối lỗi. Anh, em không biết. Vẫn còn muốn mở miệng. Tú Diệp vẫn mang khuôn mặt ngơ ngác, rõ là giọng nói này của Nam Cường. Vì sao người giống người lại giống luôn cả giọng nói được? Nam Cường chồng cô mà không hài lòng, sẽ thẳng thừng đuổi người, chứ không nhiều lời như với cô gái này. Có lẽ giữa họ có quan hệ thực sự tốt, hoặc người đang đứng trước mặt không phải là anh ấy bảo hân không phục quay người rời đi nhưng trong giây phút nào đó tú diệp lại thấy cô ta nhèn miệng cười độc địa đáp lại nụ cười ấy tú diệp nhớn mày bĩu môi cô ta tắt hẳn nụ cười đừng tưởng bắt nạt được cô chưa gì đã muốn chê trách cô khó tính sao đừng trách cô khó hơn nữa đồ ăn nhờ ở đậu cô không thèm chú ý cô ta nữa mà nhìn anh chồng thu lại vẻ mặt ngang bướng cô lễ phép anh chồng em xin phép về phòng cô còn chưa kịp xoay người thì đã có một cơn lốc lao đến túm chặt nhốt cô vào lòng giọng anh rít lên anh chồng em giỏi lắm còn không nhận ra chồng mình nữa sao tú diệp bị ôm cứng ngẩng mặt nhìn đối phương rồi nhẹ cười có phần ấm ức hóa ra anh chính là chồng cô vậy mà hôm qua nhìn thấy cô như gặp người lạ sự tức giận đạt đỉnh tú diệp quên hết việc phải nhẹ nhàng làm hòa nhẹ nhàng xin lỗi như hạ tình dặn mà trừng mắt nhìn anh thực sự là chồng tôi khuôn mặt của nam cường giật giật tay anh đỡ trên gáy cô hung hăng cúi xuống giúp việc tự động rút lui không dám xen vào việc riêng của hai người tú diệp cật lực muốn tránh nhưng muốn là một chuyện còn có làm được hay không lại là chuyện khác anh ôm gỉ lấy cô giam trong lòng bàn tay bóp trên gáy cô giữ chắc cố định nụ hôn trên môi anh bá đạo cạnh môi lưỡi của cô hôn mút tự nhiên thành thục khi việc này đã sớm được làm quen Tú Diệp bị hôn đoạt mạng, cô chống đối thì hụt hơi, nên đành dịu lại. Từ lúc nào đã ngừng dẫy ruộng mà cùng với anh trao đổi sự thân thuộc ngọt ngào muốn than chảy. Nụ hôn bá đạo ngang ngạnh đã không còn, chỉ còn lại là sự nồng nàn mềm mại. Cô có thể hoài nghi ngoại hình nhưng nụ hôn này chắc chắn là anh chứ không phải ai khác. Có anh chồng nào mà hôn em dâu đến thần trí điên đảo như này không? Tú Diệp còn mất hồn với nụ hôn bất chợt, môi tê dại không thèm nghe anh thì thầm. Ngước mắt nhìn anh qua lớp kính nâu Cô chớp mắt Rồi khuôn mặt của anh lại lấp đầy đồng tử Môi lại đón nhận nụ hôn mới Anh nhấc cô ngồi lên bàn ăn Giữ chặt người trong tay hôn Nhịp tim của cô tăng vọt Giận dữ cáu kỉnh Tôi không quen anh Hôm qua còn lờ tôi đi cơ mà Tự dưng đem ở đâu về cô em gái nuôi Có phải là hơn một tháng qua Anh ở cạnh cô ta không Anh không nói nhìn cô chầm chằm Tú Diệp lại càng phát tiết Anh không thèm hỏi han vợ anh sống chết thế nào mà vui vẻ bên cô ta chứ gì vậy sao không đi luôn đi còn về làm gì trước lời trách móc ấy anh còn khẽ cong môi cười không lời giải thích tú diệp bị nhìn thì bỗng trở nên ấp úng chân tay thừa thãi nhìn anh cô liền tập trung vào khuôn mặt của anh họ ở rất gần gần đến mức còn người thấy hơi thở của nhau tú diệp bặm môi tay chạm lên cằm lên môi của anh hỏi anh bỏ kính được không ừ cô trợn mắt ngạc nhiên Mọi lần anh sẽ luôn hỏi cô Có thực sự muốn nhìn hay không Nhưng hôm nay anh chỉ đáp gọn gàng Ừ, rất nhẹ như cổ vũ Và đồng ý ngay lập tức cho sự tò mò của cô Cứ như đang động vào bảo vật quý Tay cô run tới mức mất kiểm soát Quả tim đập muốn nhảy loạn xạ Bàn tay nhỏ chạm kính rồi Cô chờ anh từ chối Nhưng anh chỉ im lặng Tú Diệp chậm chậm, cẩn thận Gỡ chiếc kính mắt ấy ra Khuôn mặt từ đỏ hồng dần nhợt nhạt Rồi lại đỏ bừng Đôi mắt bổ câu mở lớn, mọi giác quan trong cơ thể bỗng chốc ngừng đập, máu không lưu thông, ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sáng như mắt mèo của anh, khuôn mặt này khiến cô không biết có phải là mình đang nằm mơ không nữa, vết sẹo của cô sờ thấy dưới mắt của anh hiện cũng không còn. Đôi mắt nâu sáng rực, màu mắt lạ hiếm như người ta đeo lens, lông mày rậm khiến khuôn mặt có phần khó tính, nếu người này bị chê xấu thì cô chắc chắn trên đời này không có người đàn ông nào đẹp Cô bị hút mất hồn, vô tư nhìn chằm chằm không rời mắt, rồi ngỡ chắc như bản thân nằm mơ, khi mỗi ngày đều tưởng tượng ra mặt của anh. Nếu không như lời đồn, tại sao anh lại giấu mặt? Có phải như bạn cô nói rằng anh muốn thử cô? Anh là chồng tôi thật sao? Bàn tay cô vẫn miết trên mặt anh ngây ngốc hỏi, tự dưng cô lại thấy bản thân tự ti ghê gớm khi đứng cạnh anh, ăn cái quỷ gì mà đẹp vậy? Nếu mang khuôn mặt này ra mà mối lái, có lẽ cả chục cô gái à không hàng trăm cô gái tình nguyện gả cho anh rồi vậy sao anh lại lừa họ rồi bắt cô kết hôn đây là thành quả của việc không tò mò như anh nói kết quả của việc dù biết anh xấu thậm tệ thì cô vì tiền vẫn kết hôn không thật chút nào chắc chắn là anh lừa cô anh lừa tôi phải không anh đang thử lòng tôi đấy à cô phát ngốc luôn rồi tự dưng thấy hoài nghi nhân sinh một cách ghê gớm chắc chắn đây không phải chồng cô anh chồng mới đúng. Chẳng có bất kỳ lời giải thích nào, Tú Diệp ôm cổ anh khi được bế lên, cô vẫn nhìn anh chằm chằm rồi véo má mình một cái. Đau quá! Vừa lọt vào phòng, anh đã ôm ghì cô vào cửa ôm hôn. Để tôi giúp em test thử xem, người sống cùng em mấy tháng nay có phải là tôi không? Chẳng phải hàng đêm nhớ tôi không ngủ được hay sao? Tú Diệp lại chảo máu não cáu. Anh hay lắm, biết tôi như vậy còn đi lâu như thế à? Cần dạy cho em một số việc, nếu không có tôi em sẽ trở nên bất lực nam cường chỉ hôn xoa dịu rồi không làm gì thêm nam cường đứng dậy mở điện thoại ra ban công nghe máy khi cuộc gọi liên tiếp đến không ngừng tú diệp không xen vào công việc của anh lặng lẽ chọn quần áo thay chuẩn bị đi làm hiện tại cô không thể nghỉ như trước được công việc vận hành chuỗi siêu thị rất nhiều chẳng bao lâu vòng tay chặt chẽ ôm lấy eo cô tú diệp buộc nốt tóc mới nghiêng mặt nói tôi phải đi làm không có gì muốn hỏi sao Chuyện của anh tôi quan tâm làm gì Nhưng mà tôi không thích cô em gái mưa kia Toàn mùi trà Tú Diệp vẫn giận chuyện anh trở về mà không nói Còn hành hạ cô Gặp mà coi như người lạ Để cô phải đoán tới đoán lui Tại sao hôm qua gặp thằng nhãi đó Cô còn chưa hỏi tội anh Thì anh đã lại hỏi tội cô Ba tôi định hôn trước khi tôi lấy anh Hôm qua gặp mặt để từ chối không được sao Từ chối Mà lại cùng nó lên xe đi khách sạn anh ta chơi trò tiểu nhân đấy không có tôi thì em có biết hậu quả sẽ thế nào không tú diệp tức ứ ruột gan dứt khoát gỡ vòng ôm trên người mình mỉa mai chẳng phải là anh không thèm nhìn mặt không thèm quan tâm tới tôi sao gặp mặt còn lờ đi như không quen biết còn gì rồi nhớ lại cuộc điện thoại mà ba gọi khi nãy cô liền hỏi anh đánh anh ta nhập viện phải không theo em thì ai vào đây đó chẳng phải là Cô định nói là em cùng cha khác mẹ của anh sao? Chỉ cần cứu cô là được rồi, sao phải đánh người ta như vậy? Dù sao cô cũng ghét anh ta, nhưng đánh người bị thương nặng có phần mạnh tay quá rồi, rắc rối cũng không ít. Nhớ tới sự tức giận của người đàn ông sáng nay, cô không khỏi lo lắng. Thương nó. Điên à? Tôi không muốn rắc rối thôi. Lỡ ba. À, gia đình anh tìm tôi tính sổ thì sao? Anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Chắc chắn. Nghe anh trả lời không chút do dự bao nhiêu giận hờn bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa. Anh sẽ bảo vệ cô trước thế lực của nhà mình. Vậy thì anh có đánh chết cả đàn ông thối kia cũng chẳng liên quan gì đến cô. Khi nãy cô đã nhìn thấy người đàn ông trung niên hung hãn nhưng bất lực bỏ đi thì lại biết chồng mình ra sao rồi. Anh bảo vệ chống lưng thì cô còn sợ gì nữa. Nghĩ đến việc hơn một tháng qua chỉ vì lời nói giận dỗi của mình mà anh không thèm quan tâm hai người chiến tranh lạnh. Cô rất khó chịu khi anh im lặng thi gan với chồng mà người thiệt là cô, còn anh đâu có hề hấn gì. Việc anh làm cho cô nhiều hơn tội nên Tú Diệp chấp nhận suy xóa không thèm giận dỗi nữa. Nam Cường đưa cô đi làm, ban đầu cô định tự lái xe nhưng nhìn thấy cô em gái mưa óng ẹo nhìn muốn lồi cả mắt ra liền theo chồng lên xe. Cô ta muốn đấu với cô ư, đừng có mơ. Vừa lên xe cô đã hỏi. Nam Cường rời mắt khỏi điện thoại công việc, kéo tay cô ngồi sát lại. Em không cần phải để ý tới nó, nhưng tôi không thích có người lượn lời trong nhà quyến rũ chồng mình em nghĩ là tôi có sức hút như thế sao tú diệp ngẩng mặt tay cào cào trên người anh trước kia có thể không có sức hút nhưng hiện tại thì chắc chắn rồi vậy nhưng cô không nói ra tôi diệt trừ hậu họa hết kỳ nghỉ tết sẽ đi bảo hân đang học ở trung quốc thân mật quá nhỉ ừ cách trả lời của anh khiến cô tức mặt mũi không vui mà hất anh ngồi thẳng người dậy không thèm quan tâm nữa cô không phải người đi tranh giành đàn ông nếu anh thích cứ việc cô cũng đỡ bị kiểm soát nhưng cô không có nhu cầu giữ chồng nhưng hiện tại bỏ anh cô sẽ tiếc hủi hụi kể ra anh cứ xấu xí chút cũng được phụ nữ nhìn thấy chạy xa tám thước càng tốt và quan trọng hơn là cô còn thấy nhan sắc của mình có chút giá trị bây giờ thì cô thấy mình cái gì cũng không có anh mang về nhà con trà xanh non trẹt lại từng nói với cô đừng có yêu đương mà tình yêu chính là thứ níu giữ hôn nhân hơn một tháng biến mất Chẳng lẽ anh phẫu thuật thẩm mỹ Để cho cô thấy việc gì cũng chỉ cần có tiền là được Rốt cuộc khuôn mặt này có phải là của anh không Dù muốn hỏi rất nhiều Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu Chồng em họ gì vậy Tự dưng anh hỏi câu chẳng ra làm sao Tú Diệp giật mình Rời mắt khỏi khuôn mặt mới mẻ của chồng sẵn rộng Họ lục Vậy tại sao em nói không có hứng thú Với bất kỳ thằng nào họ lục Tôi đâu nói là có hứng với anh Cô phải trả đũa lại việc mập mờ ậm ừ của anh với em gái mưa Đừng có đòi hỏi cô phải làm Khi chính anh không cho cô sự yên tâm Về cuộc hôn nhân này Anh định dùng vũ lực dạy dỗ cô rồi Nhưng cô thấy tay nhấc lên rồi hạ xuống Miệng định nói xong cũng im bặt Cuối cùng thì buông cô ra thông thả nhà chữ Không có hứng Mà sẵn sàng ướt để phục vụ nhu cầu của tôi Mỗi đêm không có tôi liền khổ sở đè nén Tú Diệp đỏ mặt Nhìn lái xe và chú Hải ở phía trước Thấy anh vẫn định nói Cô trồm lên bịt miệng lại cáu Anh không nói lời xấu hổ Thì miệng ăn ra non à Không có hứng hả Anh nói hơi nóng phả lên lòng bàn tay của cô Tú diệp như điện giật Rụt tay lại không thèm trả lời Nếu anh không bắt đền cô cưới Thì sao lại dính lấy nhau Tự nhiên thì còn lâu cô mới có hứng Chẳng qua là anh lấy nhu cầu mới Nảy sinh vô độ như vậy Xe đến trước cửa văn phòng làm việc Và siêu thị chính Tú Diệp chưa vội xuống xe khi lái xe mở cửa, cô hít thở sâu khẽ nói. Có phải là ngay từ đầu, anh đã lừa tôi để kết hôn không? Nam Cường bình lặng như nước, chậm rãi gỡ bỏ kính mắt nhìn cô không biểu cảm gì hỏi lại. Lừa em? Vì sao? Lừa một cô gái vừa nghèo vừa đánh đá để làm gì? Vậy mà anh còn lấy tôi? Chót dại. Tú Diệp còn nghe thấy âm cười trong lời nói ấy, cô hử mạnh đáp trả. Là do tôi xinh đẹp khiến anh mê mẩn thì có Bỏ qua ánh mắt của anh Cung nhưng người xuống xe không chào Nam Cường Chỉ cảm ơn người mở cửa Cứ vậy thẳng người Xảy bước trên vỉa hè hướng vào bên trong siêu thị Mỗi bước chân hậm hực Dẫm mạnh xuống đường Không cần tình yêu sao Từ bây giờ cô sẽ khiến anh phải yêu Phải phá bỏ nguyên tắc của mình mới được Nghĩ đi nghĩ lại Cô vẫn thấy điều mình suy đoán là đúng Ngay từ đầu người anh nhắm kết hôn là cô nên giả xấu giả quẻ để không ai đồng ý rồi bắt cô lấy đến giờ em gái mưa về lại không muốn xấu xí trước mặt con quỷ trái nữa mới lộ mặt mà thôi chẳng lẽ hơn một tháng qua anh đi công tác chỗ con nhỏ đó rồi rước nó về ăn tết tú diệp không chú tâm bị bất ngờ đánh đến xây sầm mặt mày sao chăng quay vòng vòng trên đầu má rát cháy chứng tỏ đối phương gần như dùng hết sức chút tay xuống má cô ngay khi cô còn chưa định hình được ai xuống tay với mình, tiếng mắng xa xả bên tai đã vang lên. Đồ mất dậy, tao đẻ ra mày, để cuối cùng mày câu kết với người ngoài, chiếm đoạt tài sản của ba mình. Bây giờ mày gây chuyện, xong còn chối trách nhiệm, đổ hết lên đầu ba mày hả? Người ra vào siêu thị đông đúc, chỉ một lúc đã hiếu kỳ sán lại, nhân viên của cô thấy thế liền lách vào đỡ cô lên và ngăn cản người đàn ông. Giám đốc, ông bình tĩnh đi, sao lại đánh người ở đây? Nói xong, họ chợt nhớ ra ông ta đã không còn là sếp của họ, thì buông tay đứng về phía vị sếp hiện tại là Tú Diệp. Tú Diệp đứng thẳng người, tay nhẹ xoa má, lau đi vết máu rách ở khóe miệng. Cô gạt nhân viên ra, nhìn thẳng vào mặt người là cha của cô, nhưng từ lâu đã không còn để cô vào mắt với chức danh con gái. Từ lúc mẹ mất, ông ta cứ như người dưng của cô, có lợi ích thì ngọt nhạt, còn không thì đánh mắng như kẻ thù. Hai mắt cô đỏ âu tức giận, nhìn chừng chừng ông ta Cô rất ghét bị sỉ nhục tại nơi làm việc, nhưng mà bọn họ năm lần bảy lượt làm điều ấy. Ông ta bị dồn đến phát điên mà không màng tới danh dự, đến đây đánh chửi nhằm hạ bệ uy tín của cô với nhân viên, với khách hàng. Tú Diệp đỏ mắt, vừa tức vừa uất ức hét lên. Ông có tư cách làm bố của tôi sao? Bố mà bỏ mặc vợ con sống chết, ăn cắp tiền của mẹ tôi đi nuôi tiện nhân, đến có con riêng hay sao hả? Trong lòng tôi, ông đã chết từ lâu rồi còn danh láo toét ông ta hung hãn muốn lao tới đánh cô nhưng cánh tay giơ lên đã bị ai đó nắm chặt lại tiếng rắc giòn tan vang vọng cùng với tiếng hét thất thanh của ông ta hòa làm một người chứng kiến được phen sợ hãi nhìn người đàn ông vừa xuất hiện bỏ tay ra mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của nhà tao vừa dứt lời tay của ông ta gần như gãy hẳn tiếng hét đau đớn một lần nữa như dội vào màng nhĩ của người nghe đến chói tai lời nói mang đầy sát khí lẫn tức giận rít lên ông muốn cả đời không mở miệng được nữa phải không từ lúc nam cường xuất hiện tú diệp chỉ nhìn anh dù bất ngờ nhưng lại thấy tâm trạng bản thân được xoa dịu cô không sợ ông ta có thể tự mình xử lý nhưng anh ra mặt cũng thật tốt đau không má cô được xoa nhẹ nam cường hơi cúi đầu quan sát bên má đỏ ửng ấy đồng tử nhíu chặt lại tú diệp chẳng ngần ngại gật đầu đau muốn chết đi được ấy chứ Ông ta đánh mạnh như vậy cơ mà Cô còn nếm được vị máu đầy trong khoang miệng Chú Hải mang đến túi trường Nam Cường đặt lên má cô áp nhẹ nhẹ Người xem náo nhiệt Chẳng để ý đến người bị đau Mà đồng loạt nhìn đôi nam nữ trước mặt Chứng kiến một màn dịu dàng của người đàn ông Khác hẳn khi bé tay lão già hung hãn kia Mà ánh mắt thập phần ngưỡng mộ Mang ông ta đi Dạy dỗ cho biết cách làm người Ông Trung không để bị lôi đi Còn gân cổ nén đau mắng Tú Diệp mày câu kết với loại mất dạy đánh cả cha mày đấy à nam cường vừa quay ra mặt ông ta tái xám nhưng vẫn cố vênh mặt trừng mắt lại mất dạy nhưng tôi biết bảo vệ vợ mình còn ông có học thức lại lén lút nuôi bồ nhí và con riêng sau lưng vợ cướp tài sản của vợ đẻ con đẻ của mình ra đường mà vẫn trưng ra bộ mặt giả tạo nói đạo lý còn phát điên không biết đúng sai chuyện ông đánh vợ tôi nhiều lần nhân đây đòi lại hết một thể đi Lần đầu tiên cô thấy Nam Cường nói nhiều như vậy Tay anh vẫn ấn nhẹ túi trường trên mặt của cô Còn ánh nhìn rót đến ông ta thập phần hung ác Nghe những gì Nam Cường nói Ông ta trợn mắt hỏi Tú Diệp Mày kết hôn bao giờ Ai cho mày kết hôn Người mày cần phải hầu hạ là cậu ba nhà họ lục kia kìa Mày mau đến xin lỗi người ta đi Không thì đừng trách tao Gạch tên khỏi gia phả nhà họ Khương Cãi nhau với người không có lý lẽ ngang như cua Chỉ mang thêm bực vào người tú diệp tức giận thở không nổi muốn phát tiết làm loạn cắt đứt một lần nhưng nam cường đã kéo cô ra sau mình có tôi ở đây em không cần phải làm gì hết nghe anh nói tú diệp như mèo nhỏ bị thương được người ta vừa dỗ vừa cho ăn dịu dàng đắp thuốc trong lòng lên tới cảm giác ấm áp dễ chịu không thôi cô xin rút lại những suy nghĩ không giữ chồng khi nãy giờ có bảo cô đánh nhau với vài con trà xanh để dành anh chắc cô cũng làm mất không yêu cũng chẳng sao chỉ cần những thứ cô muốn anh cho Chỉ cần khi cô bị bắt nạt Anh ra mặt giải quyết Ra mặt bênh vực là đủ Không khéo anh coi cô là con chó con Liếm chân chủ cũng được ấy chứ Chuyển lại túi trường vào tay Tú Diệp Anh mỉm cười nhìn đôi mắt lúng liếng phát ngốc của vợ Mới đó mà đã quên ngay họ vừa cãi nhau rồi May mà anh chưa vội đi Không thì Mang tiếng đanh đá lắm Rồi vẫn bị người ta đánh cho lệch mặt Tiến lại chỗ của ba vợ Anh hơi đánh mắt cho người của mình thả ông ta ra anh gằn giọng ông dám bán vợ tôi cho nam giang sao ba của nam giang cũng chẳng làm gì được tôi nhưng tôi thì có thể khiến nó và những người liên quan đến việc làm tối qua chết không có chỗ chôn đâu mày là ai giọng ông ta trở nên run run và bắt đầu biết sợ nam cường gỡ kính mắt nhớn nhẹ mày cong khóe môi giới thiệu nam cường chồng của con gái ông đấy hả ông ta ngã ngửa ra sau mông đập xuống đất lùi người mặt cắt không còn giọt máu miệng nhất thời cứng lại không thốt thành lời mắt đảo điên nhìn về phía Tú Diệp mấy lão già các ông nghĩ chúng tôi thích mang họ của mấy người lắm sao vừa sáng nay một ông già họ lục cũng sang dọa nạt anh y như người này mang họ của những người coi con cái là kẻ thù thì có gì đáng tự hào dù sao cũng chỉ là cái tên cho đủ trong giấy tờ mà thôi nếu có thể họ cũng muốn đổi quách đi cho rồi Bây giờ ông có muốn giống như cậu ba nhà họ Lục, hay là muốn chết nhanh hơn? Thời tiết nắng ấm mà lời anh nói nghe rợn tóc gáy lạnh lạnh, xung quanh càng lúc càng đông nhưng không ai dám lên tiếng, ông ta sợ run cầm cập, lời nói không tròn vành rõ chữ. "Tao, tao, tao là ba vợ của mày đấy. Tú Diệp là con gái của ông sao?" "Đúng vậy." "Vậy để tôi giúp ông phân trần rạch ròi xem." quan hệ của ông và cô ấy đang ở chỗ nào nhá? mày mày định làm gì biên tập lại cuộc đời đầy tai tiếng của ông rồi lúc ấy để xã hội họ giết ông cũng không muộn anh đứng dậy lạnh lùng ra hiệu mang ông ta về nhà thuê phóng viên chụp ảnh ông ta và ả à tình nhân thật sắc nét lên bài càng tỉ mỉ càng tốt về cặp đôi cha nam tiện nữ ăn cắp mồ hôi công sức của người khác còn vênh vênh váo váo tự đắc làm sao cho bài viết càng hot càng tốt Tiền không thành vấn đề Anh nhìn ông ta mềm nhũn người cười lạnh Sau đó thì cho họ đi đoàn tụ với mẹ vợ tôi đi Bị lôi đi Ông ta sợ không dám mắng chửi Nam Cường mà gào thét Không Tú Diệp Mày là đứa bất hiếu Mày cấu kết với chồng giết cha mày Người ta nhìn cô ái ngại Tú Diệp nhìn theo ông ta bị lôi đi Mà lòng nhói lên cảm giác khó chịu Dù sao ông ta cũng là ba cô chỉ cần họ không xuất hiện làm phiền nữa là được Nam Cường quay lại nhìn Tú Diệp ngẩn ngơ Thì quay sang vệ sĩ bên cạnh dặn dò Xong việc Tống ông ta ở viện dưỡng lão Không cho ra ngoài làm phiền vợ tôi Còn bà ta bỏ đó tự sinh tự diệt đi Nửa đời ăn bám Thì giờ cũng nên biết lao động mà nuôi thân đi Vệ sĩ nghe xong cúi đầu nhận lệnh rời đi Nam Cường đứng chắn tầm nhìn của vợ hỏi Về chứ Không tôi phải làm việc Sắp Tết rồi siêu thị có rất nhiều việc làm việc với cái mặt sưng vù này sao Không còn đau nữa rồi Anh mau đi làm đi không muộn rồi đấy Chẳng ai chiều rồi mới làm như này cả Tú Diệp nhìn thấy sự sốt ruột trên mặt của chú Hải Nên có nhã ý dục Nam Cường đi Nhưng rồi anh vẫn lôi cô lên xe Lấy bông băng y tế Xử lý vết rách trên môi cô Còn cho ngậm thuốc kháng viêm Thời gian lại kéo dài thêm Chú Hải như nhấp nhổm không yên Nhưng không lên tiếng dục xã Tú Diệp được xử lý xong liền xuống xe chạy vào trong để anh có thể đi giải quyết công việc của mình quấn mình vào công việc tết ngập đầu tú diệp cũng sớm quên đi những phiền phức vây quanh chuyện của nam giang là do anh ta tự chuốc lấy không liên quan gì tới cô hết hạ tình thấy bạn không nhắn lại thì tan làm liền ghé đến siêu thị sau khi mua xong đồ liền lên phòng tú diệp làm việc tự nhiên đẩy cửa đi vào chồng về cái quên luôn bạn có phải được giải tỏa rồi không Tú Diệp ngẩng mặt lên nhìn bạn muốn cười không nổi, khi bị đánh không đau bằng bây giờ, mặt cô sưng đau cứng như đá, vô cùng khó chịu. "Trời ơi, vợ chồng mày đánh nhau à? Anh ta đánh mày sao?" Hạ Tình lao đến, ngồi lên bàn, sờ vào mặt Tú Diệp suýt xoa tức giận. "Đã xấu xa lại còn vũ phu nữa, có phải vì mày ăn tối cùng với thằng lục gì đó kia mà Nam Cường đánh mày phải không? Mau ly hôn đi, Vũ Phu là không chấp nhận được." Tú Diệp nhăn nhó muốn giải thích mà hạ tình cứ vậy buông chàng giang đại hải không ngừng tối qua lúc đưa mày về lão phong nói nam cường đã về từ sáng sớm rồi con sóc quấy nên là không kịp nhắn báo với mày mãi sáng nay mới nhớ ra nghe lão phong vừa nói nam cường đánh thằng chó khi bị nhập viện bị thương nặng lắm có phải nó đã làm gì mày không vậy nên anh ta mới đánh mày tú diệp rất muốn cười cho sự suy diễn của bạn cô nhưng phải từ từ cô mới nói được nó cứ hỏi liến thoáng rồi lại luyên thuyên xích đế không cho cô nói cô còn chưa tìm hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa kia anh ấy không đánh tao mày còn bênh ông ấy à không có đây là ông bố quý hóa của tao gây ra đấy tú diệp vừa nói vừa nhăn mặt cái tát này đúng là kinh khủng thật đau đến tê cứng dây thần kinh mặt cô đau nóng rát co giật như trúng gió nếu nam cường không xử lý cho uống thuốc khéo dở cô liệt nửa mặt luôn rồi vào đến phòng làm việc soi gương cô mới phát hoảng vì nửa mặt đỏ rực sưng vác lên, nhìn xấu xí vô cùng. Lão già đó điên à? Sao mà dám đánh mày nữa? Chắc chắn lại là con mụ tiểu tam kia xúi rục rồi. Vừa ngừng mồm chưa được vài giây, hạ tình đã lại nói. Tao đoán là lão lục kia, tìm ông tao hỏi tội chuyện mày gây ra, nên ông ta mới điên lên đi tìm mày chút giận. Nhà họ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện con trai bị đánh tàn tạ như vậy đâu. Có lẽ là vậy, hắn bị đánh là đáng đời hôm qua lúc tao nói rõ mọi chuyện xong đứng lên về thì hắn rời trò tiểu nhân may mà nam cường đã về không thì bị thịt rồi đấy tao đã nói là mày cẩn thận rồi cơ mà thằng cha đó nổi tiếng ăn chơi bẩn tính lưu manh lại còn thủ đoạn bì ổi nữa cơ vậy bị đánh là đúng rồi còn gì ừ đáng đời hắn nhưng mà sợ cha hắn sẽ gây khó dễ đấy lúc này tú diệp mới nhớ ra người đàn ông trung niên lúc sáng ở nhà cô nên kể cho hạ tình nghe hết những gì mình nghe thấy Hạ tình nghe xong cười thành tiếng Vỏ quyết giày có móng tay nhọn thôi Vậy thì mày yên tâm đi Không phải sợ khi chồng mày đứng ra giải quyết rồi Tú Diệp gật gù Không lo về chuyện ấy một chút nào Khi chứng kiến ông ta đến tận nhà Rồi ngậm ngùi mang người rời đi Có lẽ Nam Cường chẳng dễ bị bắt nạt Anh ghê gớm như vậy cơ mà Hạ tình Nhìn mặt bạn nghệt ra, Hạ Tình vác chân lên ghế hỏi dồn Sao nữa? Xảy ra chuyện gì à? Sao mặt mày như mất sổ gạo thế kia? Tao thấy mặt anh ấy rồi ai lão chồng xấu xí của mày á xấu quá dọa mày sợ rồi à tú diệp lắc đầu không đẹp trai lắm tao đứng cạnh ông ấy thì bị lu mờ hoàn toàn đấy hả sau giây phút bàng hoàng hạ tình cười thành tiếng vậy thì tốt chứ sao mày không còn gặp ác mộng nữa còn gì nhưng tao thấy mình như bị lừa ấy có phải là anh ấy cố tình cưới tao không mày nghĩ xem vừa đẹp trai vừa lắm tiền như vậy sao lại phải đến trung tâm mai mối đã vậy còn giả thần giả quỷ dọa những cô gái xinh đẹp kia chạy mất sếp rồi bắt tao đền hợp đồng làm gì ừ nhờ chẳng lẽ anh ta nhắm mày rồi nên mới làm cách này để kết hôn như vậy cũng không thể gọi là lừa mà phải gọi là kế hoạch thông minh mày không thể từ chối được anh ta ra quân thắng lợi thông minh thật đấy chứ vì sao lại nhắm vào tao ơ con này mày xinh đẹp ba vòng nuột nà như thế thì đàn ông thích là bình thường mà anh ta lấy ai chẳng được người sinh trong thiên hạ này thiếu gì Mà sao nhìn mặt rồi Tao lại cứ thấy không thật Cứ có cảm giác đó không phải là anh ấy cơ Cái này thì chịu Thế ngoài khuôn mặt ra Thì có gì là mày thấy lạ nữa không Không Tất cả những thứ còn lại đều là anh ấy Nhưng hồi trước Tao sở thấy sẹo trên mặt của anh ấy Còn bây giờ chẳng thấy gì Hơn một tháng đi công tác Ông ấy xử lý rồi thì sao Nói chung đó là chồng mày đấy Tao chỉ không quen mặt thôi Còn cái gì cũng là anh ấy rồi nhờ đến cô em gái mưa kia tú diệp thì thầm kể cho hạ tình nghe và nhờ nó khai thác chỗ trần phong cô ta còn nói cuối cùng cô đã nhận ra sau khi cô gọi nam cường là anh chồng là thế nào vậy anh trai của nam cường rốt cuộc đang ở đâu cô muốn đem chuyện hỏi nhưng sợ anh phát hiện ra tùng an làm thám tử giúp nên không muốn gây chuyện nam cường áp cảm với tùng an nên không biết chuyện gì sẽ xảy ra những lần hai người cãi nhau đều liên quan tới tùng an nghĩ đến chuyện anh ấy bị ép lấy vợ cô lại thở dài thườn thượt muốn gặp mà không gặp được được chờ tin tao còn con trà xanh kia là mày phải tỉnh táo nghe chưa nhớ không được để nó khiêu khích không được để nó đập mà phải đập trước đấy biết rồi nó tuổi gì mà đòi chơi tao nhưng mà phải xem mối quan hệ đó là gì thì mới manh động được nay mấy lần tao gợi ý hỏi nhưng mà anh ấy toàn gạt đi thôi nhưng tao thấy anh ấy cũng lạnh nhạt với nó chứ không phải chiều chuộng gì hạ tình bĩu môi đó là bài của đàn ông để chúng ta buông bỏ phòng bị đấy. Tốt hơn là mày hãy giữ cái đầu bình tĩnh tỉnh táo vào, đừng coi thường kẻ địch. Thôi mày về đi cho tao làm việc đã, nhớ hỏi được phải thông tin sớm đấy nhá. Ừ làm đi, có gì tao alo. Công việc của cô chất như núi, không làm e là sẽ về muộn mất. Nam Cường đã quy định cô phải về sớm từ lúc bắt đầu cho cô đi làm lại nên cô không thể quên được. Hai người xa nhau hơn một tháng, giờ cũng nên củng cố lại quan hệ sau thời gian lạnh nhạt. Hạ tình chưa ra khỏi cửa, tú diệp với theo hỏi mà bao giờ mày hạ màn với trần phong sắp rồi nếu lão không chọn mày và sóc thì sao thì đá chứ tiếc gì loại chồng ấy cô lắc đầu nhìn bạn khuất sau cánh cửa rồi lại tiếp tục làm việc đôi khi tình yêu là phạm trù rất khó hiểu ở cạnh như một thói quen để người ta không kịp nhận ra bản thân đã yêu rồi thư ký của tú diệp thấy hạ tình về thì vội vàng đẩy cửa vào phòng chìa trước mặt xếp bài đăng đang được chia sẻ rầm rộ Tú Diệp liếc mắt, nhìn bài đăng đã được biên tập và viết với những lời lẽ sắc bén cay nghiệt dành cho gã đàn ông phản bội vợ, nuôi bổ nhí suốt 20 năm, bức vợ đến chết còn chiếm đoạt tài sản, đuổi con gái ruột ra khỏi nhà để tu hú chiếm tổ. Bài đăng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, người đọc thể hiện sự phẫn nộ qua từng câu mắng chửi. Nam Cường còn lấy đâu được cả ảnh của họ cặp kè từ khi còn trẻ, hai người họ bế tú sang khi còn bé xíu. Chẳng biết từ bao giờ, Tú Diệp đã siết chặt tay cầm điện thoại tới trắng bệch. Ông ta sống với hai gia đình suốt một thời gian dài, giả vờ giả vịt yêu thương vợ con, còn sau lưng lại ra sức bù đắp cho nhân tình bằng tiền của mẹ. Phải chăng mẹ quá bận rộn mà không có thời gian phát hiện ra chuyện xấu chồng hay làm, hay là do bà quá tin tưởng? Bài đăng còn có cả ảnh của Tú Sang hiện tại. Điện thoại Tú Diệp liên tục có cuộc gọi đến từ những số điện thoại lạ, cô chẳng thèm nghe máy, cũng biết là mẹ con bà hàng gọi. Đến lúc này, có quỷ gối cầu xin tha thứ cũng đừng mơ cô bỏ qua, nhất định họ phải trả giá cho việc làm không biết xấu hổ của mình. Nếu Nam Cường không giúp cô trả thù, thì hiện tại có lẽ mẹ con họ vẫn vinh váo lắm. Tâm lặng như nước, Tú Diệp rời khỏi mạng xã hội, lại tiếp tục công việc của mình. Đời có vay có trả, cô chỉ đang đòi công bằng trả lại cho mẹ mà thôi. Tan làm, vừa định đứng lên đi về cho kịp giờ, thì cô nhận được tin nhắn của Nam Cường rằng anh sẽ về muộn vậy là cô lại có cớ ở lại làm thêm việc của mình cuối năm sổ sách rất nhiều siêu thị càng chất việc khi nhu cầu mua bán lớn đến lúc bụng réo ẩm ĩ trời cũng đã tối sẫm tú diệp mới uể oải đứng lên về nhà giúp việc thấy cô về liền báo đầu bếp chuẩn bị bữa tối rồi chạy lại giúp cô cất giày cùng với túi sách cậu chủ về chưa dạ chưa nghe quản gia nói cậu ấy sẽ về muộn nên cô chủ cứ dùng cơm tối trước được chị tắm cái đã vậy đem chuẩn bị nước không cần, chị tự tắm. Tú Diệp bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về phòng của mình. Cô đẩy cửa vào phòng, ánh mắt xa sầm lại đầy khó chịu khi thấy Bảo Hân ở trong phòng của mình đang tự tiện động chạm xem đồ của cô. Ai cho cô vào đây? Bị bắt tại trận, trên tay cô ta vẫn đang đeo chiếc lắc của cô, Bảo Hân chẳng chút giật mình còn thảo mai. Chị dâu, sao chị phải khắt khe với em thế? Phòng anh chị thì em không được vào sao? Em chỉ xem sau khi lấy vợ, anh trai em sắp xếp phòng như nào thôi mà. Tôi không biết trước kia cô với chồng tôi thoải mái tới mức nào, nhưng từ giờ tôi cấm cô bén mảng vào phòng của tôi và đừng động bàn tay bẩn của cô vào đồ của tôi. Loại con gái lấy danh em gái nuôi muốn leo lên giường chồng người khác như cô không có tư cách đứng trước mặt tôi mà giở trò đâu. Phòng này có camera, lát nữa tôi trách lại xem cô động vào cái gì sẽ yêu cầu cô mua hết lại. Ngay tú Diệp nói thế, mặt cô ta cứng lại, ngước mắt lên trần nhà thì thấy có camera thật, mặt mày biến sắc, từ chỗ tự tiện hách dịch đến thảo mai ấm ức. Chị, sao chị khó tính thế? Em không phải người như vậy. Sao chị lại có thể ăn không nói có cho em chứ? Biến khỏi phòng tôi. Chị, em chỉ muốn quan tâm anh chị. Cút! Tú Diệp cao giọng đuổi người. Từ khi biết chuyện của ba ngoại tình nuôi bồ nhí, cô rất dị ứng với mấy loại người thảo mai này. Cô là mai mối, đọc tâm lý khách hàng rất tốt nên có thể giới thiệu được cho đối tác nửa bạn đời khiến cho họ hài lòng. Vừa hôm nay không có Nam Cường, cô ta như quỷ cái với cô, còn giàu hoạt ngoan ngoãn khi có anh. Đừng hòng qua mắt được cô. Bảo Hân ngúng mẩy dậm chân, mắt ngấn nước tủi thân. Trước khi rời đi, còn ngừng mặt để khuôn mặt đẫm nước được vào camera. Mấy trò mèo này của cô ta, còn lâu cô mới sợ. Đứng lại. Chị dâu, chị muốn gì nữa? Trả đồ cô đang cầm đây. Bảo Hân hậm hực, tháo chiếc lắc ném xuống đất. Bước qua cửa, Tú Diệp túm tóc lại rít lên, nhặt lên rồi lau sạch sẽ, "Xin lỗi đồ của tôi, và cất cẩn thận vào chỗ cô đã lấy." "Đau em?" Tú Diệp thả cô ta ra, khoanh tay dựa cửa nhìn không chút nhân nhượng, "Anh có đang xem camera thì sao chứ? Hôm nay anh còn nói cô đánh đá cơ mà. Em gái mưa của anh thích gây chuyện thì cô sẽ xử cô ta đến nơi đến chốn." "Không nhặt, có tin tôi bẻ gãy tay cô không? Chị quá đáng." Cô ta vừa nhặt vừa khóc hu hu như là oan ức lắm. Nhưng Tú Diệp chẳng máy may động lòng. Cô kiên nhẫn chờ cô ta nhặt đồ. Bảo Hân vừa đem đến định đặt luôn vào hộp thì lại bị quát. Lau sạch. Chị, nó chưa bẩn mà. Tay cô bẩn. Mau lau sạch và xin lỗi đồ của tôi. Em không làm đấy, chị làm gì được. Tú Diệp nhếch miệng cười nửa miệng, chậm chậm tiến lại gần. Không nhân nhượng túm lấy cổ cô ta dùng sức bóp mạnh. Không làm sao, Cô có tin tôi đuổi cô ra khỏi nhà này không? Mấy thứ lẳng lơ không biết điều. Tôi đây không ngán ai cả. Khuôn mặt Tú Diệp lạnh như đá, ánh mắt sắc nhìn chằm chằm, lực đạo ở tay cũng mạnh hơn, khiến cho cô ta ho sặc sụa. Anh Cường sẽ... Sẽ làm sao? Tôi là vợ của anh ấy, còn cô chỉ là đứa em gái nuôi chẳng chút liên quan. Nếu muốn thì về tố với anh trai của cô đi. Tú Diệp hất cô ta ngã nhào, từ nãy đến giờ Cô biết là cô ta không phản kháng để dẫn dụ sự yếu đuối khi bị bắt nạt cho chồng cô nhìn thấy. Cô ta thích diễn, còn cô lại thích đánh người. Ai bảo anh nói cô vừa nghèo vừa đánh đá. Lúc này giúp việc gõ cửa nói vọng vào. Cô chủ, bác sĩ của cậu chủ vừa gửi thuốc đến cho chị. Tú Diệp liếc mắt tới camera, đuôi mắt nhếch lên khiêu khích. Chẳng lẽ anh đang thấy chuyện xảy ra nên can thiệp giải vây cho em gái mưa sao? Em vào đây. Giúp việc vào phòng đưa thuốc cho cô, liếc nhìn người con gái đang khóc tu tu, trong tâm nín cười lễ phép. Cô chủ cần em làm gì ạ? À? Từ nay, không cho phép bất kỳ ai vào phòng vợ chồng chị nghe chưa? Nếu cố tình, cứ gọi vài người đánh cho nhập viện, chị chịu trách nhiệm. Vâng thưa cô chủ. Còn nữa, em giúp chị lau dọn, tẩy uế mùi trà xanh trong phòng này đi. Cô cười khẩy nhìn bảo hân. Cô ta đang tức muốn lộn tùng phèo cả ruột mà vẫn phải diễn cho tròn vai em gái mưa hiểu chuyện, yếu đuối bị đổ oan. Giật chiếc lắc tay trên tay cô ta, cô đưa cho giúp việc chị cho mấy em công hốt rác dạ em cảm ơn cô chủ chuẩn bị nước đi chị xuống dưới tắm rồi bọn em dọn người vào phòng giúp chị nhớ dọn cho sạch mùi đi chứ chị đau đầu với mùi người lạ lắm cô nhấn mạnh hai chữ người lạ còn nói lớn tiếng cho lọt vào camera để nhắc nhở cô ta và nhắc nhở cả chồng cô cô không cần biết hai người họ anh em như nào nhưng hiện tại anh đã có vợ nên bớt chuyện bao đồng của cô gái khác đi ai bảo anh vừa đẹp trai vừa lắm tiền cô phải bám chân vết sạch tài nguyên không cho ai sơ múi tú diệp cứ vậy ra khỏi phòng còn gọi thêm giúp việc vào phòng dặn bọn họ kéo bảo hân ném ra ngoài không cần phải sợ mọi trách nhiệm cô sẽ chịu nên bọn họ rất hăng hái có vẻ như cô ta chẳng được lòng giúp việc ở đây ăn uống xong chồng vẫn chưa về tú diệp tranh thủ gọi người đến spa thư giãn và trị liệu bên má bị đánh bảo hân quá ấm ức khi bị bắt nạt bỏ cả ăn cơm ngồi khóc lóc trong phòng, giúp việc ngồi cạnh vừa kể chuyện vừa tùng tỉm cười sung sướng. Trước kia cô ta có ở đây không? Đây là lần thứ hai chị ạ. Biệt thự này cậu chủ cũng mua được mới hơn 2 năm để cưới chị đấy. Tết năm ngoái chị ta về đây, bọn em hầu hạ chóng mặt luôn vì sợ cậu chủ khiển trách. Từ hôm qua đến giờ, bọn em cũng khổ sở phục vụ. Bây giờ có lệnh cô chủ rồi, bọn em không làm nữa, kệ chị ta. Không phải phục vụ đâu, thích thì tự làm, không thì biến. Nhớ để ý cô ta cho chị xem Có manh động cưa cầm cậu chủ không Nhất định chị không ngược đãi các em Dạ em nhớ rồi cảm ơn cô chủ Tú Diệp nhắm mắt hưởng thụ khẽ cười Cô đang đợi xem Nam Cường sẽ về trách tội cô như nào Dám nói cô vừa nghèo vừa đánh đá sao Nhất định cô sẽ moi tiền của anh thật nhiều Để trở thành phú bà cho anh biết mặt Lúc ấy muốn bao nhiêu trai đẹp chẳng có Có tiền rồi kheo lấy chồng kém 10 tuổi cũng được ấy chứ Hai tuổi có là gì Cô nhẹ giọng nhờ vả nhân viên spa làm sao cho da rẻ của chị thật mướt mịn mềm và thơm nha để xem anh có vì cô em gái mưa mà bỏ qua cô không nam cường nhìn cuộc gọi đến mà lạnh nhạt gạt từ chối cuộc gọi nhưng khi bảo hân kiên trì đến cuộc gọi thứ năm anh đành ấn kết nối có chuyện gì sao đầu dây bên kia vọng đến tiếng khóc thút thít anh chị dâu đánh em em trêu tức gì cô ấy không ạ à, em chẳng làm gì hết không tin anh trách camera thì sẽ rõ chị ấy giật tóc bóp cổ còn bắt em xin lỗi vòng tay của chị ấy nữa ừ người kể tội hao hức nhiệt tình còn người nghe chuyện chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp sau khi nghe hết ấm ức của bảo hân anh hỏi còn gì nữa không anh chị ấy bắt nạt em như vậy mà anh không quan tâm sao chị dâu của em ghê gớm lắm nên lần sau thấy chị ấy thì tránh đi đừng cố mà xuất hiện khiến chị em nổi giận thế nhá đi xin lỗi chị đi ơ ờ, người bị đánh là em mà nhìn điện thoại đã ngắt cuộc gọi bảo hân khóc ầm ĩ tức giận không thôi xe dừng lại trước cửa quán ba say nam cường được nhân viên dẫn vào tận phòng bên trong phòng ánh sáng đục mờ ba người đàn ông uống rượu nói chuyện mà không có thêm bất kỳ tay vịn nào vừa thấy nam cường một người oán trách làm gì mà giờ mới đến nay đi làm muộn nên phải giải quyết xong mới đến được đón cốc rượu bạn chuyển đến nam cường chạm cốc uống một hơi khiêm vụ đấu thầu đất tranh với ba em có khả năng thắng không? Thắng, ông già nhà cậu giờ hết thời rồi, vốn cũng cạn sau khi bị thất thoát trong đợt suy thoái, lấy đâu ra mà đắp lỗ hồng. Anh hài lòng đáp lễ. Vụ nhập hàng của vợ anh, bảo cuối chuẩn bị đón đi, sắp về rồi. Đợt này biên giới đều bị ứ hàng, kiểm tra gắt gao đấy. Vậy mà mấy hôm trước, cậu còn nói là không lưu thông được. Có muốn chết không hả? Vừa nhờ vào được chiều nay, anh nghĩ em là thần thánh đấy à? Cũng phải ra mặt mới được chứ. Sa khiêm lử mắt bóc mẽ, Chẳng phải là cậu tiện đợt hàng về của vợ cậu Mới giúp vợ tôi sao Đừng có suy đoán linh tinh Em không để anh thiệt đâu Khu đô thị mới xây Nhớ để cho Tú Diệp vị trí shop house đắc địa một chút Cô ấy muốn mở rộng thị trường 5% không thể giảm thêm Được Hai người còn lại sau một hồi im lặng mới vào việc Gia Vũ nghiêng người hỏi Nghe nói sáng nay Ông già đích thân tới hỏi tội cậu à Làm gì được tôi Từ lâu tôi đã nói nước sông không phạm nước giếng vậy mà nó dám ăn cả vợ tôi thì chết không oan chuyện bến cảng ở cửa khẩu cậu thanh toán xong chưa hôm nay ông ấy nghi ngờ tôi nhúng tay thanh trừ đám người bên ấy sạch sẽ không giấu vết đấy chứ trần phong chẳng liên quan đến ngành nghề của họ nên ung dung vừa ăn vừa uống nghe chuyện lần nào tụ tập ba người họ cũng toàn nói về lợi nhuận nhờ vả nhau không biết chán à này sao vợ tôi lại dò từ chỗ tôi chuyện của cậu và cái hân có quan hệ như nào vậy anh không biết vợ hờ của anh là bạn thân của tú diệp à rồi sao cô ấy không hỏi cậu mà đi hỏi có hạ tình làm gì có phải là hai anh em các người có gì mờ ám khiến cho vợ nổi cơn không điên à em thích thách thức khả năng chịu đựng của cô ấy thôi gia vũ cười sặc vợ cậu ta nói là không có hứng với thằng nào họ lục nên là cậu ta đang ấm ức đấy im miệng cậu đi trần phong ngồi thẳng người xoay cốc rượu khuôn mặt đăm chiêu nhắc vợ tôi đang dò cái vụ của tùng an nếu họ mà truy ra cậu và tôi là chết chắc đấy Nam Cường chẳng chút suy nghĩ cười. Thằng cha đó thích dành vợ với em, hậu quả tự chịu. Vẫn chơi gái được còn lợi dụng sở soạn ôm ấp thân thiết với Tú Diệp. Mà em nói thì cô ấy cứ bênh chằm chặp ấy. Giờ thì hết gai. Nếu cô ấy tìm hiểu được, em càng có cớ bắt tránh xa. Anh đốt thêm điếu thuốc từ da khiêm hỏi. Anh nghĩ có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ không? Vợ em nghĩ thằng đó là gai. Nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy. Nó thuộc dạng mà nam nữ đều có cảm xúc. Còn vợ cậu lại tin tưởng tuyệt đối Tôi cũng không thích vợ thân thiết với đàn ông khác Dù đó là gay Nhưng Quỳnh Trang nhà tôi rất ngoan Chỉ cần tôi không thích cô ấy lại gần ai Thì chắc chắn cô ấy chạy ra tám thước Gia Phú bĩu môi liếc mắt Chẳng qua là em ấy còn quá trẻ nên chưa hiểu sự đời Còn anh thì quá ma cô Nên át phía được em dâu thôi Đợi vài tuổi nữa xem Lúc ấy em dâu biến hình rồi anh sẽ biết thân Bất kỳ ai có thể còn Trang thì không Cô ấy không thể thiếu anh Nên đặc biệt ngoan ngoãn vừa dứt lời điện thoại của anh đã có cuộc gọi đến của quỳnh trang ba người còn lại không nói nhưng đều tùm tỉm cười người đàn ông lử mắt ra hiệu cả ba đồng loạt im lặng gia khiêm bật sáng điện thoại mới kết nối cuộc gọi alo bà xã anh đây anh yêu em thèm trà sữa tiện đường anh qua quán em vẫn uống mua nha bao giờ anh về gia vũ ngồi cạnh nghiêng mặt nhìn vào màn hình em dâu em có thể đặt người ta ship đến mà em chào anh chồng em mua ngon hơn ạ các anh đi chơi với nhau không cho vợ đi Có phải làm việc xấu không hả Đúng rồi chồng em ra ngoài ăn vụng đấy Gia khiêm đá cho em họ ngã nhào xuống đất Anh nhìn mặt vợ sụ xuống vội nói Em đừng nghe nó nói linh tinh Giờ anh về mua trà sữa ngay Vị cũ phải không Quỳnh Trang khẽ gật đầu Nhưng lại thản nhiên thay váy ngủ trước mắt chồng giọng mềm mại Ông xã không cần về vội đâu Khi nào về thì mua cho em Nhưng mà đừng muộn quá nha Anh về luôn đợi anh người đàn ông tắt điện thoại rời đi nhanh như cơn gió còn chẳng thèm chào hỏi bạn bè trần phong ngơ người hỏi cậu ta làm sao thế gia vũ mình để kinh nghiệm lắc đầu thì anh ăn chay lâu quá rồi ngu người à nghe giọng vợ phải đoán được vấn đề chứ là sao là em dâu chắc chắn đã dùng mỹ nhân kế đấy anh không biết trình độ quyến rũ chồng của em ấy đâu sao không biết em dâu cậu đích thị là hồ ly tinh mới khiến cục đá biết yêu và từ bỏ luôn lý tưởng cao cả của cậu ta khi họ còn đang bàn luận thì nam cường đọc tin nhắn xong cũng đứng dậy về đây còn sớm chẳng phải là cậu nói hôm nay về muộn cho vợ cần mình sao cuối cần tôi rồi khóe môi của nam cường cong lên ý cười đen tối Thông thả rời đi bây giờ tú diệp còn biết chụp ảnh kích động chồng cơ đấy anh đang đánh giá thấp cô rồi thì phải ngồi trên xe màn hình tin nhắn vẫn sáng đèn bàn tay ai đó lướt trên lưng trần của vợ thỉnh thoảng lại câu lên ý cười tú diệp tắt điện thoại tùm tỉm cười dù anh không nhắn lại, nhưng cô chắc chắn người sẽ về sớm thôi. Cô ta không gọi được anh về, nhưng cô chỉ cần một bức ảnh thôi, không dài dòng, không nói lời thừa thãi. Tập 2 của câu chuyện tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.